Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 376 bứt dây động rừng. Cạnh tranh để tìm người phù hợp, tôi đồng ý với lời đề nghị của Bí thư Âu Dương. Hoắc Tương Nhiễm là người đầu tiên đứng về phía Âu Dương Dương, đây dù sao cũng là một cơ hội đối với hắn. Nếu so sánh với Hoắc Tương Nhiễm thì nụ cười trên mặt Vương Tử Quân cũng rất sáng lạn, kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cạnh tranh tìm người là một lựa chọn rất tốt, hơn nữa hắn vốn cũng không có người để đề cử, nếu làm cho hồ nước ở tỉnh đoàn càng thêm đục thì địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Hội nghị thảo luận vài vấn đề thì giải tán, dù sao tâm tư của thành viên ban ngành cũng không nằm trên hội nghị, mọi người chủ yếu đang nghĩ cạnh tranh vị trí phó chủ nhiệm kia thế nào cho tốt. Tin tức cạnh tranh để được đề bạt nhanh chóng tràn lan, hầu như chỉ phút chốc đã truyền đi khắp các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn. Những người cảm thấy mình có đủ điều kiện đều bắt đầu có tâm tư cạnh tranh, lúc này các đơn vị thành đoàn cũng càng ngày càng lu bù công tác. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng mới đến công tác ở tỉnh đoàn, hắn còn chưa có tâm phúc, vì vậy mà phòng làm việc của hắn tập trung khá đông người nhưng mọi người chẳng qua chỉ đến cho quen mặt mà thôi. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến tình huống nặng bên này nhẹ bên kia của đám người đến phòng làm việc của mình. Hắn cũng không hao tốn tất cả tâm tư để tranh thủ vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn lần này giống như Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng. Vương Tử Quân tiến chân vài vị trưởng khoa trong văn phòng tỉnh đoàn đến ra mắt, sau đó hắn day day đầu, trong lòng thầm cảm thán một chức quan thật sự giết chết người, cổ nhân nói không sai. Vì một chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn mà bây giờ không biết có bao nhiêu người châm đầu vào. Nhưng cảm khái thì cảm khái, Vương Tử Quân nghĩ rằng người mất hứng nhất vào lúc này chính là Lâm Thụ Cường. Cho dù là người của Âu Dương Dương tiến lên nhận vị trí phó chủ nhiệm, như vậy chỉ sợ trò tranh giành quyền thế trong văn phòng tỉnh đoàn sẽ ngày càng đặc sắc hơn, mình hoàn toàn có thể đặt ghế ngồi bên cạnh xem kịch vui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân cầm văn kiện của văn phòng tỉnh đoàn lên xem, tâm tư của hắn lại chuyển sang phương diện sắp xếp cho những công nhân nhà máy in. Trước mắt chuyện tập đoàn Quân Thành bên kia tiếp nhận lao động đã không còn là vấn đề. Nhưng hắn cũng không hy vọng sau này mình gặp vấn đề sẽ cứ mãi đẩy sang tập đoàn Quân Thành. Trung tâm hỗ trợ thanh niên, trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên, có cả trường dạy nghề cho thanh niên, chợ giới thiệu việc làm. Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, những thứ này liên tục xuất hiện trong lòng hắn, đó là những thứ mà kiếp trước hắn từng được thấy. Nếu như hắn có thể xây dựng và phát triển, như vậy sẽ có động lực lớn cho phương diện giải quyết những vấn đề tương tự. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ về phương hướng giải quyết sự việc của Vương Tử Quân, tuy hắn không quá thích thú nhưng vẫn cầm điện thoại lên. Ha ha ha, xin hỏi có phải là Bí thư Vương không? Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên một giọng cười rất cởi mở. Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là... Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ dừng lại. Bí thư Vương thật sự là quý nhân hay quên, tôi là anh Quách, là Quách Tiên Vi. Trước kia chúng ta cùng công tác trong một khu văn phòng, Bí thư Vương cũng không phải không nhận ra tôi đấy chứ. Người ở đầu dây bên kia dùng giọng sung sướng tự giới thiệu chính mình. Quách Tiên Vi. Vương Tử Quân chợt nhớ đến tình hình mình gặp mặt Quách Tiên Vi, hắn thầm nghĩ, mình và Quách Tiên Vi cũng chỉ có mối quan hệ sơ lược, vì sao đối phương lại gọi điện thoại cho mình. Chào trưởng phòng Quách, điện thoại bên tôi nghe không rõ ràng, thế cho nên cũng không phân biệt được là giọng nói của anh, mong anh bỏ qua cho. Nếu cũng vì vấn đề này mà tôi mất đi cơ hội lên chức, tôi không đập vỡ cái điện thoại này cũng không được. Vương Tử Quân khẽ cười nói một lời trêu đùa với Quách Tiên Vi. Quách Tiên Vi thấy Vương Tử Quân nói lời ẩn giấu như vậy thì cười ha hả nói. Bí thư Vương quá đề cao tôi rồi, đối với những vị cán bộ cấp bậc như anh muốn cầu tiến thì tôi cũng không trông nom được. Trong khu văn phòng này có ai mà không biết anh chính là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất trong tỉnh chúng ta. Hai người mở lời khen nhau qua lại vài câu, bầu không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Quách Tiên Vi thấy bầu không khí giữa hai bên đã rất tốt, thế là nói ra mục đích của mình. Bí thư Vương, tối nay anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời anh uống một ly. Quách Tiên Vi mời cơm, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân nhớ đến một câu mà địa phương huyện Lô Bắc của mình dùng để đánh giá cán bộ phòng tổ chức, là một câu rất hình tượng như thế này, đi theo người của phòng tổ chức thì càng ngày càng cầu tiến. Mỗi ngày mỗi một cán bộ khoa viên bình thường của phòng tổ chức đều có người mời đi dùng cơm, đừng nói là một vị cán bộ phó phòng như Quách Tiên Vi. Tuy Vương Tử Quân và Quách Tiên Vi cùng là phó phòng, nhưng nếu nói về thực quyền thì Quách Tiên Vi mạnh hơn Vương Tử Quân rất nhiều,
bây giờ Quách Thiên Vi mời Vương Tử Quân dùng cơm, đây là có ý gì? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn không nghĩ sẽ từ chối. Vì nhiều bạn sẽ có thêm nhiều đường để đi, Quách Thiên Vi có địa vị khá quan trọng, nếu kết nối quan hệ thì cực kỳ có ích cho đường phát triển của mình sau này. Trưởng phòng Quách, anh không phải đang cố ý làm khó tôi sao? Thế nào lại phân biệt đối xử như vậy? Sao lại để anh phải mời khách? Phải là tôi mời anh? Vương Tử Quân đổi thành giọng điệu rất nhiệt tình, câu cuối cùng lại có chút oán giận. Quách Thiên Vi biết rõ Vương Tử Quân chỉ đang nói lời khách khí, nhưng hắn lại thật sự cảm thấy rất vui vì thái độ đó của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Tôi đã sắp xếp xong, anh cũng đừng nên từ chối, tối hôm nay chúng ta đến Cẩm Viên Tinh, không gặp không về. Quách Thiên Vi đợi Vương Tử Quân đồng ý thì cúp điện thoại, Vương Tử Quân móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hắn không quan tâm Cẩm Viên Tinh ở chỗ nào, hắn chỉ quan tâm nguyên nhân Quách Thiên Vi tìm đến mình. Không có chuyện yêu một cách vô duyên vô cớ, cũng không có trò mời khách một cách vô duyên vô cớ, Quách Thiên Vi sớm không đến muộn không đến, bây giờ lại gọi điện thoại mời khách, tất nhiên sẽ có việc. Sắc trời dần tối, một bản kế hoạch dần được hình thành dưới ngòi bút của Vương Tử Quân. Khi hắn đang múa bút cực kỳ nhập thần thì điện thoại vang lên, lần này người gọi điện thoại đến là Trương Thiên Tâm, cũng mời Vương Tử Quân dùng cơm. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không quá khách sáo với Trương Thiên Tâm. Hắn cười mắng đối phương hai câu, sau đó khuyên người này nên quan tâm nhiều hơn đến chuyện làm ăn kinh doanh, chuyện mời cơm mình để sau này hắn nói. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, vì thế hắn cũng đặt bút xuống, gọi điện thoại bắt chuyện với Trương Lộ Giai, nói rằng hôm nay mình bận chút việc, cuối cùng xách cặp đi ra khỏi phòng. Khu văn phòng tỉnh đoàn thật sự khá im ắng, có thể thấy nhiều người lúc này đã tan tầm. Khi hắn rời khỏi tòa nhà tỉnh đoàn, đúng lúc thấy bí thư Âu Dương Dương leo lên một chiếc xe Mercedes-Benz chạy đi như tên bắn. Không có xe thật sự khá phiền toái, Vương Tử Quân lúc này đã nghĩ đến phương diện điều Vương Tử Quân đến bên cạnh mình, nhưng bên phía tỉnh đoàn cũng thiếu xe, dù đưa Thái Thần Bân đến thì mình cũng khó có được phân phối một chiếc xe riêng. Cẩm Viên Tinh cũng không quá xa, Vương Tử Quân bắt xe taxi, chỉ hơn 10 phút đã đến nơi. Hắn vừa đi vào cửa chính Cẩm Viên Tinh. Tiểu thư tiếp tân mặc sườn xám còn chưa đến nghênh đón thì một người đàn ông mặc tây trang đã tiến đến tươi cười chào. Chào bí thư Vương. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông đối diện, hắn chợt nhớ người này hình như là một vị trưởng khoa trong ban tổ chức tỉnh đoàn, còn người này có chức vụ gì thì hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn lại biết tên của đối phương, thế cho nên lập tức cười ha hả nói. Trưởng khoa Trúc, anh cũng đến đây dùng cơm sao? Trúc Nghiêm Dương duỗi hai tay về phía Vương Tử Quân rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Vừa rồi anh rể tôi nói anh sắp đến, để cho tôi ra nghênh đón ngài. Anh ấy vốn cũng muốn đến nhưng lại bị một người bạn quấy lấy không đi được. Trúc Nghiêm Dương bắt tay thật chặt với Vương Tử Quân, lời nói vừa rồi đã quá đầy đủ nội dung, không cần nói thêm. Anh rể. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn lập tức hiểu rõ anh rể của Trúc Nghiêm Dương là ai. Thế là hắn không khỏi thầm cảm thán tỉnh ủy thật sự là nơi ngọa hổ tàng long, bình thường Trúc Nghiêm Dương là một người không có biểu hiện quá mạnh, không ngờ sau lưng lại có một vị quan đại thần như Quách Thiên Vi. Vương Tử Quân cười cười với Quách Thiên Vi, sau đó chậm rãi bước lên lầu 2 của Cẩm Viên Tinh. Nếu so sánh với bộ dạng thoải mái tự nhiên của Vương Tử Quân thì Trúc Nghiêm Dương thật sự có chút không yên, cũng không phải vì Quách Thiên Vi sắp nói chuyện với Vương Tử Quân. Mà hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác như đi sau lưng Âu Dương Dương. Hèn gì người nào cũng nói Bí Thư Vương là một nhân vật cường thế trong đoàn thanh niên tỉnh, người này thật sự có khí độ của người làm quan, dù là phong thái hay tư thế cũng cực kỳ hợp cách, mạnh hơn hai vị phó bí thư kia nhiều. Lần này ném ra hai vị trí phó chủ nhiệm để mọi người cùng cạnh tranh, nghe nói đây chính là kế sách của phó bí thư Vương Tử Quân, đã ép cho Bí Thư Âu Dương đi vào khuôn khổ. Khi nhân viên phục vụ đưa hai người Vương Tử Quân đến và đẩy cửa một gian phòng xa hoa, đúng lúc Quách Thiên Vi đi ra với gương mặt tràn đầy nụ cười. Quách Thiên Vi tuy nhiệt tình như lửa nhưng Vương Tử Quân cũng không dám chậm trễ, hắn vươn hai tay ra bắt tay Quách Thiên Vi, bộ dạng giống như anh em thân tình gặp lại nhau. Hai người tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, điều này rất khó làm cho người ta nghĩ rằng bọn họ chỉ gặp mặt nhau lần thứ hai mà thôi. Dưới lời mời nhiệt tình và chân thành của Quách Thiên Vi, hai người cùng đi vào trong phòng. Anh Quách, tôi thật sự phục anh ở điểm này, số lần anh gặp mặt Bí Thư Vương thật sự còn kém hơn tôi, nhưng anh xem, anh và anh ấy lại tỏ ra nhiệt tình như vậy, giống như hai người hận không thể gặp mặt nhau sớm hơn vậy. Vừa rồi tuy Vương Tử Quân cũng phát hiện trong phòng có người,
nhưng Quách Tiên Vi ra nghênh đón quá nhiệt tình, điều này làm cho hắn khó thể quay sang người bên kia. Lúc này nghe thấy đối phương lên tiếng thì hắn mới đưa mắt nhìn sang. Vương Tử Quân thật sự có quen biết người này, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở phương diện có quen biết mà thôi. Khi hắn gặp mặt Quách Tiên Vi thì cũng gần như cũng gặp mặt người này, nhưng chẳng qua hắn tiếp xúc với người này còn sớm hơn Quách Tiên Vi một chút. Chào chủ nhiệm Trần. Vương Tử Quân không chú ý đến giọng quan của đối phương, hắn nở nụ cười bắt tay chủ nhiệm Trần Nguyên Hà. Trần Nguyên Hà dù cực kỳ vui cười với Quách Tiên Vi, thế nhưng bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân cũng không dám chậm trễ. Hắn vươn tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân rồi cười nói. Bí thư Vương, tôi và anh Quách nói đùa vài câu, anh cũng đừng trách đấy nhé. Ba người nói chuyện rồi bắt đầu ngồi xuống, Quách Tiên Vi là người mời Vương Tử Quân nên đã cố ý giữ lại vị trí thủ tịch, nhưng Vương Tử Quân đối mặt với Quách Tiên Vi và Trần Nguyên Hà thì cũng không dám ngồi lên vị trí kia. Hắn liên tục mở miệng chối từ, thế là ba người cuối cùng cũng không ai ngồi vị trí thủ tịch. Lúc ba người nói chuyện vui vẻ thì Trúc Nghiêm Dương đã gọi nhân viên phục vụ dâng thức ăn lên. Không biết trước đó Quách Tiên Vi có khảo sát sở thích của Vương Tử Quân hay không, thế nhưng lúc này tất cả các món ăn trên bàn đều cực kỳ hợp khẩu vị Vương Tử Quân. Cậu Vương, anh mời cậu một ly, tôi uống trước, xem như đón gió tẩy trần cho cậu. Quách Tiên Vi nâng ly thủy tinh lên, hắn vừa nói vừa uống cạn ly. Trần Nguyên Hà cũng không khách khí với Quách Tiên Vi, cũng uống cạn ly của mình rồi mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Còn Trúc Nghiêm Dương thì lại càng không cần phải nói. Vương Tử Quân đối mặt với tính cách hào sảng của Quách Tiên Vi, hắn trầm ngâm một lát rồi cũng uống một ngụm cạn sạch, nhưng một ngụm này lại uống vào có chút khó chịu. Quách Tiên Vi nhìn Vương Tử Quân khẽ nhíu mày mà cười nói. Cẩm Viên Tinh có vài món ăn rất nổi tiếng, đặc biệt là món canh đậu hũ này, anh nếm thử xem, hương vị khác biệt với những món canh đậu hũ mà chúng ta từng ăn. Quách Tiên Vi khẽ vung tay. Một tô danh đưa đến trước mặt Vương Tử Quân. Nói là canh đậu hũ nhưng thực chất bên trong còn có cá, nước dùng có lẽ là từ xương hầm, con cá có cái đầu rất lớn, thịt nhiều, từng miếng đậu hũ nổi lên trên, người nào nhìn qua cũng sinh ra cảm giác thèm ăn. Vương Tử Quân cũng không từ chối ý tốt của Quách Tiên Vi, hắn gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Vừa mới tiếp xúc với đầu lưỡi thì cảm giác thơm ngon đã xuất hiện, lưỡi sinh ra cảm giác tê tê, hắn dùng muỗng múc một phần nước canh bỏ vào miệng, mùi vị nồng hậu. Hương vị đặc biệt ngon. Quả nhiên là món ngon khó kiếm, nếu không phải có trưởng phòng Quách giới thiệu thì tôi thật sự không biết đến khi nào mới được ăn món canh đậu hũ ngon như vậy. Vương Tử Quân cố gắng áp chế hơi rượu bùng lên trong dạ dày, hắn mỉm cười nói với Quách Tiên Vi. Quách Tiên Vi là người cực kỳ giỏi trên phương diện điều tiết bầu không khí, hắn mở miệng, đủ mọi chuyện kỳ lạ ở khắp Đông Tây Nam Bắc được phun ra. Lúc này bầu không khí trong phòng vì những câu chuyện của hắn mà ngày càng hài hòa hơn. Bí thư Vương, lần này anh Quách mời khách vì chuyện gì thì tôi tin anh cũng nhìn ra được, con người của tôi không thích đi đường vòng, tôi nói luôn tình hình thực tế, để cho Nghiêm Dương phục vụ cho anh, như vậy có được không? Sau khi uống được vài vòng rượu thì Trần Nguyên Hà đặt ly xuống rồi nở nụ cười nhìn sang Vương Tử Quân nói. Tất nhiên Vương Tử Quân nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của Trần Nguyên Hà, Quách Tiên Vi mời rượu mình và đặc biệt đưa theo Trúc Nghiêm Dương, điều này đã làm hắn hiểu rõ mục đích mời khách của Quách Tiên Vi. Lúc này hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Quách Tiên Vi và gương mặt tràn đầy chờ mong của Trúc Nghiêm Dương, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói. Anh Trần, anh nói như vậy chẳng phải quá khách khí rồi không? Anh và trưởng phòng Quách đều là bạn bè của tôi, Nghiêm Dương lại là đồng sự trong cơ quan tỉnh đoàn, nào có chuyện phục vụ tôi? Vương Tử Quân vừa nói vừa nâng ly lên nói. Trưởng phòng Quách, tôi cũng không thể cho anh nhiều lời hứa hẹn, hôm nay tôi chỉ cho anh một đảm bảo. Đó chính là anh em sẽ cố gắng hết sức có thể. Quách Tiên Vi rất tán thưởng thái độ của Vương Tử Quân, nếu như Vương Tử Quân tiến lên vỗ ngực đảm nhiệm ngay từ đầu, như vậy sẽ làm cho hắn sinh ra cảm giác không yên. Lần này hắn mở tiệc chiêu đãi Vương Tử Quân, nói thật đây cũng không phải là ý của hắn, nếu không phải bà vợ ở nhà cứ mãi cằn nhằn, hắn cũng không hạ thấp chính mình để đi cầu cạnh người ta. Vương Tử Quân là cấp phó, chính Quách Tiên Vi cũng là một cấp phó, làm hết sức là thái độ tốt nhất có thể. Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì Quách Tiên Vi cũng nhanh chóng nâng ly, hắn cụng ly với Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, dù sự việc có kết quả thế nào thì tôi cũng xin cảm tạ những lời vừa rồi của cậu. Trúc Nghiêm Dương thấy Vương Tử Quân đồng ý thì trong ánh mắt có vài phần mừng rỡ, tuy không nắm chắc phần thắng trong tay thế nhưng ít nhiều cũng có hy vọng. Nếu như không có sự giúp đỡ to lớn của Vương Tử Quân,
chỉ sợ Trúc Nghiêm Dương cảm thấy lần này mình không có chút cơ hội nào, bây giờ có lời hứa của Bí Thư Vương, ít nhất cũng có vài phần thắng trong tay. Khi bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một nữ nhân viên phục vụ cực kỳ yểu điệu khẽ đẩy cửa ra, một người đàn ông cầm chai rượu dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Trưởng phòng Quách, nghe nói anh uống rượu ở chỗ này, tôi đến kính anh một ly. Lúc người đàn ông kia đi vào và lên tiếng thì nhóm Vương Tử Quân đặt ly rượu xuống, Vương Tử Quân cũng không quên quay đầu sang nhìn, hắn phát hiện người đến mời rượu là trưởng phòng tổ chức thành phố An Dịch, là Cát Trường Lễ. Nhưng lú này trưởng phòng Cát cũng không còn uy nghiêm oai vệ như xưa, hắn cầm ly rượu với bộ dạng cười ha hả, thật sự giống như chú hàng xóm nhà bên. Quách Tiên Vi cũng rất nể tình Cát Trường Lễ, không đợi Cát Trường Lễ đi đến thì đã đứng lên tiếp đón. Cát Trường Lễ tuy chỉ là trưởng phòng tổ chức thành phố An Dịch, thế nhưng đây cũng là một cán bộ cấp phó sở, Quách Tiên Vi cũng không dám bày ra tư thái quá cao. Cát Trường Lễ cầm lấy chai rượu rót vào ly cho Quách Tiên Vi, ánh mắt vẫn không thể không nhìn lên người Vương Tử Quân. Hắn nhìn thấy Vương Tử Quân đang cười tủm tỉm nhìn mình, thế là cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Vì sao tên kia lại có mặt ở đây? Cát Trường Lễ nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân thì ý nghĩ đầu tiên là muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng hắn là một trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn là người có hàm dưỡng, đủ để hắn đập tan ý nghĩ không thực tế vừa lóe lên trong đầu mình. Lão lãnh đạo, thật sự là đời người còn phải gặp lại, không ngờ gặp lại ngài ở chỗ này. Được, để tôi kính ngài ba ly. Vương Tử Quân cầm lấy chai rượu cách đó không xa rồi mỉm cười nói với Cát Trường Lễ. Cát Trường Lễ khẽ gật đầu, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói. Thì ra là Bí Thư Vương, có duyên, thật sự là có duyên. Cát Trường Lễ tuy nói có duyên nhưng thật sự cảm thấy rất đè nén, còn bà nó, chính mình nghe nói trưởng phòng Quách của phòng tổ chức tỉnh ủy ăn cơm ở chỗ này nên mới đến mời rượu, không ngờ lại gặp phải tên khốn Vương Tử Quân ở nơi đây, đúng là mất hứng. Ôi, cậu xem đầu óc của tôi kìa, Tử Quân là cán bộ từ thành phố An Dịch, tất nhiên sẽ là thuộc hạ cũ của trưởng phòng Cát rồi. Trưởng phòng Cát, hôm nay tôi tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho Bí Thư Vương, lúc này anh là lãnh đạo cũ của cậu ấy lại đến. Coi như giúp tôi uống với Bí Thư Vương hai ly. Quách Tiên Vi cũng không biết chuyện xảy ra giữa Cát Trường Lễ và Vương Tử Quân, thấy hai người quen biết nhau, thế là dùng giọng nhiệt tình nói với Cát Trường Lễ. Cát Trường Lễ thầm chấn động, là một người trong hệ thống ban ngành tổ chức, hắn biết rõ địa vị của Quách Tiên Vi ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Bây giờ người này mời Vương Tử Quân dùng cơm, có thể thấy Vương Tử Quân đang phát triển rất tốt ở cơ quan tỉnh đoàn. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Cát Trường Lễ bắt đầu rót rượu. Vì Vương Tử Quân là khách, tuy Vương Tử Quân đã liên tục từ chối, cuối cùng cũng cùng uống ba ly với Cát Trường Lễ. Có Cát Trường Lễ chen ngang nên xem như Vương Tử Quân cũng uống được kha khá, hắn cũng không dám uống thêm nhiều. Sau khi cùng nâng ly lần cuối với nhóm Quách Tiên Vi, hắn nói lời cáo từ và rời đi. Quách Tiên Vi sắp xếp lái xe đưa Vương Tử Quân về dưới khu nhà ký túc xá tạp chí Thanh Niên. Khi xuống xe thì Quách Tiên Vi kéo tay Vương Tử Quân nói. Cậu Vương, chỗ này không thích hợp với cậu, thật sự không quá tốt, cậu nên đổi địa phương khác yên tĩnh hơn. Quách Tiên Vi nói rất ẩn giấu nhưng ý nghĩa lời nói lại quá rõ ràng, Vương Tử Quân nào không hiểu được. Hắn gật đầu cười cười với Quách Tiên Vi rồi nói lời cảm tạ. Một làn khói xanh bốc lên, chiếc xe của Quách Tiên Vi phóng đi như tên bắn. Khi xe Quách Tiên Vi khuất dạng thì Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía nhà mình. Lúc này trong đầu hắn tuy khá tỉnh nhưng cơ thể lại có chút cảm giác lâng lâng. Hắn uống rượu với Quách Tiên Vi, người gây ấn tượng sâu sắc nhất với hắn không phải là Trúc Nghiêm Dương, cũng chẳng phải Trần Nguyên Hà, mà chính là người đến chúc rượu Quách Tiên Vi, là Cát Trường Lễ. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, nếu như không phải lúc này hai bên gặp mặt nhau, Vương Tử Quân căn bản không tin Cát Trường Lễ sẽ rót rượu cho mình. Nhưng cảm giác nóng sốt và quay cuồng trong dạ dày lại nói cho hắn biết mình vừa uống vào vài ly rượu do chính tay Cát Trường Lễ rót. Năm xưa khi Dương Quân Tài còn công tác ở huyện Lô Bắc thì Cát Trường Lễ đã nhiều lần đến thị sát khảo sát, Vương Tử Quân là chủ tịch huyện phải rót rượu cho trưởng phòng Cát, khi đó vị trưởng phòng Cát này có cái giá rất cao. Trong quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Vương Tử Quân thầm nghĩ những lời này mà thật sự rất cảm khái. Đúng lúc hắn loạng choạng đi về phía bậc cầu thang thì một hình bóng yểu điệu chợt xuất hiện ngay trước mắt. Trương Lộ Giai với gương mặt và nụ cười nghịch ngợm, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn dưới bầu trời đêm, hai mắt lấp lánh như sao sáng trên trời, thật sự giống như hai viên dạ minh châu tuyệt đẹp lóe ánh hào quang.
Vương Tử Quân không ngờ Trương Lộ Giai sẽ chờ mình ở chỗ này, hắn chợt ngẩn ngơ, sau đó định mở miệng thì Trương Lộ Giai đã nói. Bí thư Vương, tôi có chuyện cần bàn với anh, không biết anh có rảnh không? Có gì mà rảnh hay không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Trương Lộ Giai, sau đó hắn đưa tay bắt lấy tay nàng. Nhưng lúc này Trương Lộ Giai cũng không nhào vào lòng hắn như mong muốn, nàng chợt dịch người trốn vào trong một chiếc Santana ở bên cạnh. Nếu anh đã có rảnh, vậy chúng ta đi nói chuyện. Trương Lộ Giai chờ Vương Tử Quân lên xe rồi nhấn chân ga, xe chạy như bay về phía ổ tình yêu của hai người. Lúc này Trương Lộ Giai đã hoàn toàn không còn bộ dạng đứng đắn như vừa rồi, bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên mặt Vương Tử Quân, sau đó nàng trừng mắt nhìn hắn. Chồng, vừa rồi vì giữ gìn hình tượng anh minh của cậu nên chị mới làm như vậy, hành động của giảng viên Trương cũng không phải tệ đấy chứ. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai như một giai nhân giữa trời đêm mà nở nụ cười hiểu ý, hắn thoải mái nằm xuống ghế mà không nói thêm điều gì. Nhưng lúc này tư thái của hắn lại chọc giận Trương Lộ Giai. Chợt nghe thấy nàng dùng giọng điệu không cam lòng nói. Này, chị hỏi cậu, cô gái xinh đẹp đứng dưới mái hiên kia là ai? Dáng người rất đẹp, ánh mắt sao lại ác độc như vậy? Vừa nghe nói chị tìm cậu thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhìn chị một lúc lâu, làm hại chị đây thiếu chút nữa đã cho rằng cô gái đó chính là chị cả của cậu vậy. Chị cả. Vương Tử Quân nghe cách xưng hô của Trương Lộ Giai mà không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Đúng là chỉ có nàng mới nghĩ ra cách xưng hô như vậy. Hắn vươn tay khẽ vỗ lên gương mặt ghen tuông của Trương Lộ Giai, sau đó ra hiệu cho nàng an tâm lái xe, lát nữa rồi hãy nói. Tất nhiên trong ánh mắt của hắn cũng có một tầng ý nghĩa khác, về đến nhà sẽ cho nàng một phần ưu đãi về thể lực và tình cảm. Về đến nhà, sau khi đóng cửa thì Trương Lộ Giai dịu dàng ôm lấy cổ Vương Tử Quân, nàng hỏi hắn. Tử Quân, có phải tỉnh đoàn các cậu đang tuyển hai vị trí phó chủ nhiệm không? Lúc này không được nói đến chuyện công, chút quy củ đó mà chị còn không hiểu, đúng là nên phạt. Sau một phen ân ái thì Trương Lộ Giai giống như biến thành một khối bùn nhão. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Trương Lộ Giai nằm trong lòng mình, còn Trương Lộ Giai thì khẽ thổi vào mũi hắn rồi hỏi. Cậu còn chưa trả lời chị câu hỏi vừa rồi. Vương Tử Quân ôm lấy người ngọc trong lòng, lúc này hắn mới hỏi một câu. Thế nào, chẳng lẽ chị có người muốn tham gia tuyển chọn sao? Thật sự cũng không phải là chỉ có người tham gia tuyển chọn, mà một bộ hạ cũ của ông nội có một đứa cháu nội đang công tác ở khu văn phòng tỉnh ủy, tuy không cùng đơn vị với cậu nhưng nghe tin tức kia vẫn động tâm. Hôm nay người kia đi đến chỗ ông nội, cứ quấn lấy yêu cầu ông nội giúp đỡ. Trương Lộ Giai chụp lấy bàn tay đang tác quái của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Không phải cán bộ đang công tác trong cơ quan tỉnh đoàn mà muốn trở thành phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Cũng nhớ tới tình huống hôm nay Quách Tiên Vi mời khách, xem ra một kế hoạch áp chế Lâm Thụ Cường của mình đã làm bùng ra những con sóng không nhỏ. Vương Tử Quân nghĩ đến những tình huống mà mình sắp phải đối mặt, trong đầu hắn nhanh chóng có nhiều ý nghĩ khác thường, thế là hắn chợt ngồi thẳng người lên, lại rơi vào trầm ngâm. Vương Tử Quân là một cán bộ cấp phó thì cũng phải gặp mặt vài người, một người cấp chính như Âu Dương Dương sẽ là thế nào thì dễ dàng nghĩ ra được. Sau khi Âu Dương Dương đi vào phòng làm việc thì chợt cảm thấy đầu óc như rối cả lên. Âu Dương Dương là một lãnh đạo đứng đầu cơ quan tỉnh đoàn, phương diện ngoại giao kém hơn các vị lãnh đạo nam rất nhiều. Nhiều khi ngoài những bữa tiệc quá mức cần thiết thì Âu Dương Dương đều phải cố gắng về nhà dùng cơm, chỉ là yêu cầu như vậy cũng quá cao, phần lớn thời gian đều khó được như ước nguyện. Sau ngày hôm qua cho ra quyết định sẽ tăng thêm cho văn phòng hai vị phó chủ nhiệm thì Âu Dương Dương đã cảm thấy bầu không khí thay đổi. Trước tiên chính là điện thoại trong phòng làm việc của nàng, nó hầu như biến thành một đường dây nóng. Tiếp theo đó chính là những người đã lâu không liên lạc đã bắt đầu nối lại quan hệ, cứ nói đến những chuyện năm xưa hoặc ân cần hỏi han, nhưng cuối cùng thì trăm sông cũng đổ về biển, mình có một người thân công tác trong khu văn phòng khối chính quyền hoặc tỉnh ủy, nếu có cơ hội thì mong giúp đỡ nhiều hơn. Đối với những mối quan hệ như vậy thì Âu Dương Dương phần lớn đều có thể thoái thác, cũng có thể từ chối, nếu không sẽ dùng vài lời nói để cho qua. Nhưng cũng có vài cuộc điện thoại đặc biệt mà nàng khó thể bỏ qua. Ví dụ như tối hôm qua thư ký của Chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong gọi điện thoại đến, dù không nói đấy có phải là ý của Chủ tịch Hào hay không, thế nhưng giọng điệu lại rất quỷ dị, điều này đã nói rõ tất cả. Âu Dương Dương dù là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với thư ký của Hào Nhất Phong. Trần Chấn Hưng, Kim Duyệt Hằng. Âu Dương Dương khẽ xem xét những cái tên này, nàng thật sự cảm thấy có chút do dự. Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, Âu Dương Dương lên tiếng, thư ký Trung Địch Hồng bước vào phòng nói. Bí thư Âu Dương, vừa rồi Chủ tịch Tề gọi điện thoại đến, mời chị đến chỗ của anh ấy. Chủ tịch Tề, bây giờ là Tề Chính Hồng. Âu Dương Dương nghe nói Tề Chính Hồng yêu cầu mình đi thì lại day day chán theo bản năng. Khá lắm, bây giờ Tề Chính Hồng yêu cầu mình đến nói chuyện, có lẽ là chuyện liên quan đến nhà máy in, dù sao thì Vương Tử Quân cũng đã cho ra phương án xử lý, thế nên nàng cũng không sợ Chủ tịch Tề gây phiền cho mình. Âu Dương Dương tạm thời gác những chuyện phiền lòng sang một bên, nàng thu dọn bàn làm việc, sau đó cầm theo một văn kiện đi về phía phòng làm việc của Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn thật sự rất bận rộn, số người chờ được gặp mặt hắn vào mỗi ngày là rất đông, được thư ký của hắn xếp thành hàng ở bên ngoài. Nhưng vì được Chủ tịch Tề kêu gọi nên Âu Dương Dương được miễn phải xếp hàng, nàng đi vào trong phòng làm việc của Tề Chính Hồng, thật sự là chen ngang với những người khác. Bí thư Âu Dương đến đấy à? Mời ngồi, mời ngồi. Tề Chính Hồng cũng không phải đang nghiêm chỉnh phê duyệt văn kiện, hắn giống như đang cố ý chờ Âu Dương Dương đến, khi thấy Âu Dương Dương đi vào thì nhanh chóng đứng lên dùng giọng ôn hòa nói. Âu Dương Dương đối mặt với một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh như Tề Chính Hồng thì tất nhiên sẽ không dám bất kính, nàng nở nụ cười chào hỏi Chủ tịch Tề, sau đó ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Tề Chính Hồng. Bí thư Âu Dương, công tác sắp tới là rất tốt. Đặc biệt là phương diện an trí cho công nhân của nhà máy in, xem ra tỉnh đoàn thật sự là một đơn vị mở đầu trong công tác thay đổi chế độ xí nghiệp quốc doanh trong tỉnh. Nếu như mỗi đơn vị đều có thể làm tốt công tác này như tỉnh đoàn, không chờ đợi không dựa dẫm vào ai, lại biết sắp xếp xử trí khéo léo, không phải tất cả đều được giải quyết thỏa đáng rồi sao? Nào còn cần lãnh đạo tỉnh ủy phải quan tâm nhọc óc như vậy? Tề Chính Hồng nâng ly trà trên bàn làm một ngụm rồi cười dùng giọng khích lệ nói với Âu Dương Dương. Âu Dương Dương lên tiếng với lời khích lệ của Chủ tịch Tề Chính Hồng. Cảm tạ Chủ tịch Tề đã khích lệ, công tác của chúng tôi được hoàn thành dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của khối chính quyền tỉnh, chúng tôi chỉ tìm ra vài biện pháp để thực hiện theo đúng ý đồ của lãnh đạo, đây cũng không phải là công lao của tỉnh đoàn, đó thể hiện sự nhìn xa trông rộng và vạch đúng phương hướng của các vị lãnh đạo. Bí thư Âu Dương, chị cũng đừng nói như vậy, là công lao của ai thì chị cho rằng lãnh đạo sẽ không nhìn thấy rõ ràng sao? Tề Chính Hồng chỉ tay về phía Âu Dương Dương rồi cười ha hả nói. Gặp mặt lần này Âu Dương Dương cảm thấy Chủ tịch Tề Chính Hồng quá bình dị gần gũi, hơn nữa bầu không khí nói chuyện lại cực kỳ hòa hợp. Nhưng nàng thấy vậy cũng không dám có ý nghĩ buông lỏng, dù sao thì thân phận của Tề Chính Hồng vẫn là quá rõ ràng. Bí thư Âu Dương, nghe nói tỉnh đoàn muốn chọn lựa ra hai vị phó chủ nhiệm văn phòng. Khi Âu Dương Dương cho rằng cuộc nói chuyện sắp kết thúc thì Tề Chính Hồng đang ngồi sau bàn làm việc chợt lên tiếng. Âu Dương Dương chợt sững sờ, nàng lập tức dùng giọng thành thật trả lời. Vâng, thật sự có chuyện này, công tác của văn phòng quá bận rộn, chúng tôi muốn tăng cường lực lượng của mình, chuẩn bị chọn ra hai vị phó chủ nhiệm để chia sẻ công tác. À, ý nghĩ này là rất tốt, ở khối chính quyền thì mỗi một phó thư ký trưởng ứng với một vị chủ tịch, tỉnh đoàn cũng không thiếu các vị lãnh đạo, có ba vị phó và chị nữa là bốn, như vậy phải có bốn vị chủ nhiệm văn phòng để phụ trách công tác. Chỉ như vậy mới có thể điều động và phát huy tính tích cực công tác của cán bộ trẻ, lại đề cao hiệu suất làm việc. Tề Chính Hồng dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Âu Dương Dương, sau đó tán dương từ tận đáy lòng. Âu Dương Dương khẽ gật đầu, nàng chờ Tề Chính Hồng nói ra ý nghĩ tiếp theo, nhưng Tề Chính Hồng không nói gì thêm, tỏ ý Âu Dương Dương có thể rời khỏi phòng. Âu Dương Dương tuy là phụ nữ nhưng dựa vào kinh nghiệm công tác nhiều năm cũng thấy rõ trên thế giới này không bao giờ có trò yêu vô cớ hận vô cớ. Tề Chính Hồng gọi mình sang đây tuyệt đối không phải mở miệng nói vài lời về chuyện thay đổi chế độ ở nhà máy in. Quả nhiên khi Âu Dương Dương đi ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Tề, thư ký của Tề Chính Hồng đang chờ nàng, vừa thấy nàng đi ra thì đã tiến lên bắt chuyện. Người này giống như tiễn chân nàng, hơn nữa lại lơ đãng nói ra một tin tức, đồng chí bí thư Đào Chí Hòa của chi đoàn phòng tổ chức tỉnh ủy là một người cháu họ của Chủ tịch Tề. Sau khi vị thư ký mở miệng nói ra một câu như vậy thì cũng không nói thêm điều gì. Nhưng đây cũng là quy củ quan trường, nói đến đúng điểm dừng là dừng, nhìn qua thì không quá rõ ràng, tất cả nhờ vào sự lĩnh ngộ của chính anh. Ý nghĩa lời nói của vị thư ký kia quá rõ ràng, Âu Dương Dương nếu như không lĩnh ngộ ra được thì cũng không cần tiếp tục giữ vị trí bí thư tỉnh đoàn Sơn Nam. Lúc này Chủ tịch Hào, Chủ tịch Tề là hai vị lãnh đạo lớn đã nói ra nhân tuyển, còn muốn mình phải xử lý sao cho tốt, điều này làm cho Âu Dương Dương chợt cảm thấy rối loạn.
Nếu nàng thật sự cắn răng thực hiện theo đúng ý của hai vị lãnh đạo khối chính quyền tỉnh, như vậy nàng còn chút uy tín gì trong cơ quan tỉnh đoàn. Âu Dương Dương quay về phòng làm việc của mình mà trong lòng thật sự vội vàng sao động, nhưng điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên không ngừng giống như có kẻ muốn đòi nợ. Lúc này nàng thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi với điện thoại, thật sự rất hối hận, nếu như mình giả câm giả điếc và để cho Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên cố hài lòng một lần không phải tốt sao. Cũng không rơi vào tình huống khó xử thế này, một tình huống không dám đắc tội ai. Mỗi khi có sự kiện điều động nhân sự thì hầu như phải cực kỳ thận trọng, nhưng bây giờ sự việc đã diễn tiến như vậy, nàng đâm lao đành phải theo lao. Khi Âu Dương Dương cảm thấy trong lòng rối loạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, nàng chỉ có thể gắng gượng tiếp điện thoại. 10 cuộc điện thoại thì có hơn phân nửa số đó gọi đến để đề cử nhân tuyển, hơn nữa những nhân tuyển này phần lớn đều không liên quan gì đến cơ quan tỉnh đoàn. Nếu là một vài vị trí không quan trọng thì sẽ không có vấn đề, nhưng cũng có vài cuộc điện thoại làm cho Âu Dương Dương cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, khó thể coi thường. Nhưng đừng nói là chỉ có hai vị trí trống, dù có nhiều hơn thì nàng cũng không thể nào sắp xếp cho tất cả mọi người được. Tình huống này chỉ có thể thao tác một cách công bằng là hay nhất, nhưng muốn thực hiện nó cũng không phải chuyện dễ dàng, có câu nước quá trong không có cá, người nhìn vào chằm chằm sẽ chẳng có tương lai. Khi Âu Dương Dương cảm thấy cực kỳ phiền lòng và đi tới đi lui trong phòng làm việc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này người đi vào lại là Tôn Trạch Hồng. Vẻ mặt Tôn Trạch Hồng có hơi âm trầm, sau khi đi vào phòng thì ngồi xuống trước bàn làm việc của Âu Dương Dương, dùng giọng có chút bực bội nói. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy sự việc liên quan đến vị trí hai phó chủ nhiệm của văn phòng tỉnh đoàn một là sớm quyết định cho xong, hai là khỏi đi. Một là sớm quyết định cho xong, hai là khỏi đi. Đây là những câu nói quá bất đắc dĩ. Âu Dương Dương vốn có chút xem thường vị trợ thủ Tôn Trạch Hồng này, nhưng bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, trong lòng càng có thêm vài phần bức bối. Âu Dương Dương dùng ánh mắt cực kỳ sâu sắc nhìn Tôn Trạch Hồng, sau đó thầm nghĩ, sớm quyết định sao? Hừ, ai quyết định được? Lúc này tôi lên tiếng, tôi thật sự quyết định thì sao? Anh lại ở bên kia hô hào tập trung dân chủ sao? Mà bỏ qua không tuyển phó chủ nhiệm văn phòng thì thật sự là câu nói không ra gì, anh đã cho ra quyết định, bây giờ lại nuốt lời được sao? Đây không phải là đùa giỡn thay đổi xoành xoạch à? Hơn nữa lãnh đạo tỉnh đã mở miệng, anh nói kết thúc không tuyển thì xong sao? Đây không phải là gặp khó khăn thì co lại à? Cán bộ khối tỉnh đoàn nếu muốn phát triển thì phải xem thái độ của các vị thường ủy tỉnh ủy, nếu đắc tội với một trong số đó, chẳng phải sẽ là vật cản trên con đường phát triển của Âu Dương Dương sao? Nàng cũng không muốn tạo thành vết nhơ trong lý lịch của mình. Âu Dương Dương nâng ly trà lên làm một ngụm rồi mới chậm rãi nói. Quyết định sớm một chút cũng tốt, còn quyết định như thế nào, anh Tôn có kế hoạch gì hay không? Đây cũng là một câu nói nhảm, Tôn Trạch Hồng tất nhiên là có đáp án, nhưng hắn sao có thể nói ra? Cũng không phải sợ Âu Dương Dương, mà là vì hắn có nói ra cũng không tính là gì. Vì vậy hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn vào mắt Âu Dương Dương rồi nói. Bí thư Âu Dương, dù đó chỉ là hai vị trí phó chủ nhiệm văn phòng, nhưng bây giờ lại sinh ra hiệu ứng bứt dây động rừng, chuyện ngày càng lớn, tất nhiên mọi chuyện phải do chị quyết định, tôi nào có tư cách như vậy. Bí thư Tôn, chuyện này vốn cũng không có gì là đại sự, thế nhưng không ngờ mực nước ở văn phòng tỉnh ủy quá sâu so với tưởng tượng của chúng ta. Tôi ở đây đã thật sự khó chống đỡ nổi, quá nhiều người chào hỏi, muốn quyết định cũng rất khó. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát. Cuối cùng dùng giọng thật sự nói với Tôn Trạch Hồng. Tôn Trạch Hồng chợt cười khan, hắn nói. Bí thư Âu Dương, tôi cũng không lừa được chị, hi hi, tôi cũng không khá hơn chị chút nào, người chào hỏi không thiếu. Hai người đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì, nhưng hai người bọn họ đều tự hiểu, đó chính là bọn họ thật sự không muốn vì sự kiện này mà đắc tội với người. Bí thư Âu Dương, nếu không chúng ta mở hội nghị nghiên cứu một chút. Tôn Trạch Hồng khẽ lên tiếng đề nghị dưới ánh mắt chăm chú của Âu Dương Dương. Âu Dương Dương biết chuyện này đã rơi lên người mình, dù là đắc tội với ai cũng phải đi theo trình tự của ban ngành, như vậy sẽ đắc tội ít hơn một chút. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói với Tôn Trạch Hồng. Bí thư Tôn, anh để ban tổ chức cho ra một danh sách, chúng ta sẽ cùng nhau nghị luận. Tôn Trạch Hồng phụ trách ban tổ chức, nhưng thực tế vị trưởng ban tổ chức cũng không nghe lời hắn. Nếu như trước kia Âu Dương Dương phân quyền như vậy thì Tôn Trạch Hồng sẽ rất vui, nhưng bây giờ hắn lại nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ củ khoai lang nóng này sao lại vào tay mình rồi. Tuy Tôn Trạch Hồng thật sự không muốn nhưng vẫn không dám từ chối, hắn đành phải cắn răng đồng ý.
Chương 377, tạo ra nhiều chức vị. Khi Vương Tử Quân nhận được thông báo họp ban ngành thì đã là 2 giờ chiều, khi tin tức này truyền đến thì còn kèm theo cả nội dung hội nghị, chính là chọn lựa 2 vị phó chủ nhiệm của văn phòng tỉnh đoàn. Giải quyết dứt khoát sao? Nghĩ đến những cuộc điện thoại mà mình nhận được, Vương Tử Quân đủ để kết luận bây giờ Âu Dương Dương đang gặp phải tình huống khốn khổ thế nào. Dù có vài người có thể đối phó cho qua, nhưng cũng có một vài người khác, dù Âu Dương Dương là phụ nữ sắt cũng phải lo lắng rào trước nói sau. Xem ra chỉ là một hành vi lơ đãng của mình mà xuất hiện một vấn đề cực kỳ khó khăn cho Âu Dương Dương. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt sinh ra chút cảm giác khoái cảm. Hội nghị ban ngành của tỉnh đoàn cũng không khác gì những ban ngành khác, vì vị trí của Vương Tử Quân là cuối cùng nên luôn là người đến sớm nhất, nhưng điều làm hắn bất ngờ đã xảy ra, đó chính là bí thư Âu Dương Dương trước nay luôn đến vào lúc sau cùng, bây giờ đã ngồi sẵn trong phòng họp. Chào bí thư Âu Dương. Vương Tử Quân thấy Âu Dương Dương thì có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại dùng giọng điềm nhiên như không để cười chào hỏi Âu Dương Dương. Âu Dương Dương thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy hàm răng có chút ngứa ngáy. Nếu không phải là người này ra bài không theo quy tắc, mình sao lại rơi vào thế bị động như lúc này? Nhưng sự việc phát triển đến lúc này thì nàng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Chào bí thư Vương, anh đã đến tỉnh đoàn được một tuần, thế nào, đã thích ứng công tác rồi chứ? Âu Dương Dương tỏ ra ân cần hỏi han Vương Tử Quân. Khá tốt, các đồng chí ở đơn vị chúng ta đều rất nhiệt tình, hơn nữa tôi cũng không tính là quá xa lạ với công tác của tỉnh đoàn. Coi như miễn cưỡng đáp ứng được tiến độ công tác. Vương Tử Quân khẽ cười với Âu Dương Dương rồi nói. Như vậy là quá tốt rồi. Đúng rồi, bí thư Vương, tôi nghe nói anh đã kết hôn, khi nào cũng phải cho tôi được gặp cô ấy chứ nhỉ. Cũng để tôi xem một mỹ nữ như thế nào mới xứng đôi với một người như anh. Âu Dương Dương chợt thay đổi chủ đề, đột nhiên lên tiếng trêu chọc Vương Tử Quân. Bình thường cô ấy không ở tại thành phố Sơn Viên. Khi nào cô ấy quay lại thì tôi sẽ đưa đến chào hỏi bí thư Âu Dương, chỉ sợ lúc đó ngài lại nói chúng tôi đến quấy rầy. Vương Tử Quân cũng lên tiếng đồng ý, hắn vừa cười vừa nói. Khi hai người Vương Tử Quân và Âu Dương Dương trò chuyện cực kỳ hòa hợp thì Hoắc Tương Nhiễm đến. Hoắc Tương Nhiễm là một người vừa có được dễ hiền, khi thấy Vương Tử Quân và Âu Dương Dương nói chuyện với nhau khá hòa hợp thì cười ha hả dùng giọng tùy tiện nói. Hai vị đang bàn chuyện gì vậy? Có thể cho tôi tham gia được không? Cũng không có chuyện gì, bí thư Âu Dương nói khi nào vợ tôi đến thành phố Sơn Viên, bí thư sẽ mời chúng tôi dùng cơm. Vương Tử Quân cười nói với Hoắc Tương Nhiễm. Hoắc Tương Nhiễm còn muốn lên tiếng thì đã thấy Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cùng nhau đi đến. Theo sau lưng bọn họ còn có trưởng ban tổ chức tỉnh đoàn Kỳ Nhất Phi và chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường. Nhưng hai người Kỳ Nhất Phi và Lâm Thụ Cường chỉ đến dự thính hội nghị mà thôi, cũng không có quyền lên tiếng. Khi thấy mọi người đã đến đông đủ thì Âu Dương Dương khẽ ho một tiếng rồi nói. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu là thảo luận và thương lượng về chuyện liên quan đến 2 vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Trưởng ban Kỳ, ban tổ chức các anh đã có danh sách nhân tuyển phù hợp chưa, mau đưa ra cho mọi người nghị luận. Vẻ mặt Kỳ Nhất Phi chợt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Tôn Trạch Hồng theo bản năng, sau đó lật sổ của mình rồi nói. Thưa bí thư Âu Dương, thưa các vị lãnh đạo. Trải qua khảo sát thì chúng tôi cho rằng những đồng chí sau đây thích hợp với vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Đồng chí Trần Trấn Hưng, nam, 32 tuổi, bằng đại học chính quy, hiện giữ chức. Đồng chí Kim Duyệt Hằng, nam, 28 tuổi, bằng nghiên cứu sinh, hiện giữ. Đồng chí Trúc Nghiêm Dương, nam, 33 tuổi, bằng đại học chính quy, hiện giữ. Một loạt cái tên được Kỳ Nhất Phi nói ra khỏi miệng. Khi những cái tên kia ngày càng nhiều thì Âu Dương Dương càng nhíu mày thật chặt. Chỉ là 2 vị trí mà có 4-5 nhân tuyển thì không có vấn đề, thế nhưng Kỳ Nhất Phi lại cho ra 6 người, đây không phải chỉ sợ thiên hạ không loạn sao. Dù trong lòng thật sự bất mãn với Kỳ Nhất Phi thế nhưng Âu Dương Dương vẫn không tỏ thái độ, vì trong danh sách đó có vài nhân tuyển mà các vị lãnh đạo đã từng bắt chuyện kể tên. Tôn Trạch Hồng là phó bí thư chủ khảo công tác tổ chức của tỉnh đoàn cũng không có ý kiến gì với tình huống không hợp quy tắc vào lúc này. Mà Triệu Nguyên Cố thì càng không mở miệng. Phải biết rằng trước khi Vương Tử Quân đến thì Triệu Nguyên Cố luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà sinh ra đối chọi gay gắt với Tôn Trạch Hồng, làm cho hai bên đều khó khăn. Còn Hoắc Tương Nhiễm thì chỉ ngồi yên lặng ở phía bên kia nhưng ánh mắt hèn mọn lại khó thể che giấu. Đến khi Kỳ Nhất Phi đọc xong danh sách nhân tuyển thì Âu Dương Dương sắp xếp lại từ ngữ rồi nói.
Trưởng ban Kỳ đã đọc qua tên tuổi các đồng chí được đề cử, các vị có ý kiến gì thì cứ nói, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng thảo luận một chút. Anh Tôn, anh nói trước đi. Tôn Trạch Hồng bị điểm mặt, hắn cũng không tỏ ra cuống quýt, hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói. Bí thư Âu Dương, chuyện này thật sự khó quyết định. Vừa rồi tôi nghe rõ trưởng ban Kỳ nhắc đến các nhân tuyển, lại kết hợp với ấn tượng của mình, tôi cảm thấy 6 đồng chí kia ai cũng là cán bộ vĩ đại, dù là ai được kéo ra làm chủ nhiệm cũng đều rất phù hợp. Bây giờ nói tôi cho ra lựa chọn, thật sự là sinh ra cảm giác hoa mắt. Bí thư Tôn, vậy anh cảm thấy phải làm gì? Âu Dương Dương nghe những câu trả lời theo kiểu thái cực quyền của Tôn Trạch Hồng thì không đợi nói xong mà ép sát hỏi ngay. Tôn Trạch Hồng cười ha hả với lời truy vấn của Âu Dương Dương, hắn nói. Điều này, thật sự là không dễ quyết định. Bí thư Âu Dương, nếu không thì chúng ta tập trung các đồng chí này lại để khảo hạch định lược, để hai vị cán bộ có thành tích đứng đầu nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Biện pháp này hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớ, vấn đề đây là tỉnh đoàn mà không phải xí nghiệp tuyển chọn nhân tài, vì thế lời đề nghị như vậy của Tôn Trạch Hồng chẳng khác nào nói nhảm. Còn bà nó cái gì gọi là khảo hạch định lược, biện pháp này nói thì dễ nghe nhưng rất khó thao tác, thử hỏi xem, khảo hạch định lược, khảo hạch thế nào? Do ai khảo hạch, những chuyện thế này rõ ràng là đắc tội với người, không phải là đeo lục lạc vào cổ mèo sao? Có con chuột nào dám đi làm? Biện pháp này cũng khá tốt, bí thư Tôn, tôi thấy anh là lãnh đạo chủ khảo khối chủ tịch tổ chức của tỉnh đoàn, tôi thấy công tác khảo hạch định lượng này nên do anh xử lý thì rất phù hợp. Âu Dương Dương tất nhiên sẽ không tạo không gian cho Tôn Trạch Hồng thích làm trò gì thì làm, nàng chợt sinh ra một ý nghĩ rất hay, thế là quyết định bắt Tôn Trạch Hồng phải xử lý sự việc. Nhưng Âu Dương Dương xem như lại tính sai. Vương Tử Quân khẽ lắc đầu, hắn thầm nghĩ Tôn Trạch Hồng dám nói kế hoạch kia ra, chắc chắn sẽ có biện pháp giải trói cho mình. Quả nhiên Âu Dương Dương vừa dứt lời thì đã nghe thấy Tôn Trạch Hồng dùng giọng cực kỳ đáng tiếc nói. Tôi cũng rất muốn đứng ra phân ưu giải hạn cho bí thư Âu Dương, nhưng một hạng mục công tác cực kỳ quan trọng như vậy thì tôi cũng không phải là người thích hợp để tham gia. Tiểu tử Trần Trấn Hưng có quan hệ không tầm thường với tôi nếu trở thành người chủ khảo, cho dù trời đất có chứng giám tôi xử lý sự việc công bằng công chính thì vẫn có không ít người đứng sau lưng chửi chó má, vì vậy tôi chỉ có thể chọn phương án lãng tránh mà thôi. Tôn Trạch Hồng còn chưa nói hết lời thì chợt nghe Triệu Nguyên Cố phụ họa. Bí thư Tôn nói rất đúng, tôi cũng không thể tiếp nhận, vì Kim Duyệt Hằng vừa đi đến văn phòng đã chạy theo tôi như cái đuôi, nếu tôi làm quan chủ khảo thì người ta nào có tin tưởng. Phần công tác này còn chưa làm tốt thì đã bị người ta dùng nước miếng dìm chết rồi. Hai người Tôn Trạch Hồng kẻ sướng người họa, nói ra những lời thật sự hợp tình hợp lý, mục đích lại cực kỳ nhất trí, đó chính là dù sống chết thế nào cũng không tiếp nhận phần công tác khảo hạch. Hoắc Tương Nhiễm ở bên cạnh nhìn tình huống đang diễn ra, tuy hắn không mở miệng nhưng biểu hiện lại nói quá rõ ràng, đó chính là tôi cũng không thể tham gia xử lý sự kiện này. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng Âu Dương Dương, bây giờ Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cùng một ruột với nhau, không phải đang liên thủ gạt mình sao? Hai người kia bỏ mặc không quan tâm, không phải muốn đá quả cầu về phía mình sao? Nàng cực kỳ căm tức, định thể hiện quyền uy của mình, quyết định ép bọn họ phải tiếp nhận xử lý phần công tác này. Vương Tử Quân uống một ngụm trà với bộ dạng không quá quan tâm, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lúc này hắn thấy vẻ mặt Âu Dương Dương lóe lên hào quang, thế là khẽ cười một tiếng nói. Bí thư Âu Dương, hai vị bí thư Tôn, bí thư Triệu nói rất đúng, nếu hai vị lãnh đạo đã muốn tránh thị hiềm, như vậy tôi đây xem như dày mặt tiếp nhận vị trí quan chủ khảo. Làm quan chủ khảo, Vương Tử Quân chủ động làm quan chủ khảo, người này không phải uống lộn thuốc đấy chứ. Dù là Tôn Trạch Hồng hay Triệu Nguyên Cố đều quay đầu sang nhìn Vương Tử Quân, ngay cả Lâm Thụ Cường và Kỳ Nhất Phi cung dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bí Thư Vương. Hoắc Tương Nhiễm cũng không tin vào lỗ tai của mình, lúc này hắn đã suy xét lời từ chối cực kỳ kỹ càng, dù không quá sức thuyết phục nhưng hắn cũng không cần quan tâm nhiều, vì dù thế nào thì hắn cũng không thể tiếp nhận công tác kia được. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì sự việc kỳ quái đã xảy ra, Vương Tử Quân tiếp nhận ôm đồm công việc không ai chịu nhận này. Âu Dương Dương cũng thật sự giật mình, nàng thật sự cảm thấy khó tin những gì mình nghe được là sự thật, nhưng khi nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tử Quân, lúc này nàng mới cảm thấy đó là sự thật. Nhưng lúc này nàng chợt sinh ra cảm giác nghi ngờ, Vương Tử Quân kia đang ra chiêu theo kiểu gì? Hắn không biết đây là chuyện đắc tội với nhiều người sao? Vương Tử Quân không thể không biết, người này là cán bộ từ cơ sở phát triển lên đến tỉnh đoàn, vì sao không biết những mối nguy hiểm trong sự việc này?
Bây giờ hắn chủ động xin đi giết giặc, không phải vì đang phân ưu giải nạn cho mình đấy chứ. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Âu Dương Dương, khoảnh khắc này nàng chợt có vài phần hảo cảm với Vương Tử Quân. Tốt, Bí Thư Vương, tôi đại biểu cho tổ chức giao chuyện này cho anh, hy vọng anh không làm cho tổ chức thất vọng, có thể thông qua khảo hạch nghiêm khắc để tìm ra hai nguồn trợ lực mới cho công tác của văn phòng tỉnh đoàn. Âu Dương Dương cảm thấy mây đen trong lòng tiêu tán đi rất nhiều, giọng điệu lại khôi phục lại trạng thái như xưa, khí phái và có lực. Hội nghị lần này vốn chỉ là nghiên cứu xử lý chuyện liên quan đến hai vị trí phó chủ nhiệm, bây giờ Vương Tử Quân tiếp nhận công tác, tất nhiên sẽ chẳng còn gì để nghiên cứu, các vị lãnh đạo chỉ nói thêm vài câu rồi giải tán. Sau khi tan họp thì Âu Dương Dương cũng không trực tiếp rời đi, nàng vẫy vẫy tay với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, mời anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn gật đầu cùng đi với Âu Dương Dương. Khi hai người Âu Dương Dương và Vương Tử Quân một trước một sau ra khỏi phòng họp thì Lâm Thụ Cường dùng giọng có chút ghen tức nói. Thật sự không ngờ Bí Thư Vương lại nhanh chóng dựa vào Bí Thư Âu Dương như vậy. Lâm Thụ Cường lên tiếng, tất nhiên sẽ có ý nghĩ kín đáo ẩn giấu bên trong. Hắn đang cố ý nói với hai người Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố. Hai người Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố dù có biểu hiện khá lạnh nhạt nhưng trong lòng không khỏi suy xét vấn đề vừa xảy ra, thế là có nhiều suy nghĩ khác thường. Hi hi, chỉ sợ cắn không vỡ đá lại gãy cả răng. Hoắc Tương Nhiễm nói một câu trực tiếp và không chút khách khí, sau đó hắn cất bước rời khỏi phòng họp. Trong phòng làm việc của Âu Dương Dương, lúc này Âu Dương Dương và Vương Tử Quân đang ngồi ở hai bên trái phải của chiếc bàn trà, đang nói về vấn đề vừa rồi. Âu Dương Dương nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nàng chợt nói. Bí thư Vương, tôi muốn nhắc nhở anh, chuyện này không đơn giản như những gì anh tưởng đâu. Vương Tử Quân tất nhiên nghe và hiểu ý nghĩ của Âu Dương Dương, nhưng lúc này hắn rất có lòng tin, vì vậy chỉ khẽ cười nói. Cảm ơn Bí thư Âu Dương đã nhắc nhở, tôi biết rõ nên làm thế nào. Đúng rồi, chỉ có chỉ thị gì với chuyện này không? Tôi không có chỉ thị gì cả. Nhưng này Bí thư Vương, mọi việc đều phải cẩn thận là hơn. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát rồi dùng giọng chân thành nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời dặn dò của Âu Dương Dương. Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ban ngành, bình thường chỉ có người của cơ quan tỉnh đoàn là quan tâm, các cơ quan khác trong khu văn phòng tỉnh ủy căn bản không cần quan tâm làm gì cho mệt. Nhưng lúc này hội nghị ban ngành của tỉnh đoàn vì có liên quan đến vấn đề nhân sự, thế cho nên các đơn vị ban ngành trong khu văn phòng chính quyền và tỉnh ủy cực kỳ quan tâm, thậm chí có thái độ quan tâm rất khác thường, còn vượt qua cả hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Đối với đám cán bộ cơ quan ban ngành thì hội nghị thường ủy tỉnh ủy căn bản có cấp bậc quá cao, vốn không phải là tồn tại mà bọn họ có thể động vào. Nhưng hội nghị ban ngành của tỉnh đoàn thì lại khác, dù sao thì nó cũng liên quan đến điều chỉnh nhân sự, lại có liên quan đến nhiều người khác. Thế nào, kết quả ra sao? Trong một phòng làm việc của phòng tuyên truyền tỉnh ủy, vài người đang ngồi quây quần bên nhau thấy có người khác đi đến thì dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Cũng có thể coi là một tin tức, cũng có thể coi đó không phải là tin tức. Tên cán bộ thanh niên nhìn về phía các anh đồng sự mà khẽ cười, sau đó dùng giọng có chút tự đắc nói. Cái gì mà cũng có thể là tin tức mà cũng có thể là không. Có gì thì nói cho nhanh lên, đừng coi các anh đây là đám đàn bà chờ trực. Một tên cán bộ thấy tên thanh niên kia giả thần giả quỷ thừa nước đục thả câu, hắn đưa tay lên gõ vào đầu tên cán bộ thanh niên, sau đó dùng giọng không khách khí nói. Tên cán bộ thanh niên thật sự không dám đắc tội với các đồng sự lão thành trong cơ quan, hắn cười ha hả nói. Tôi nói không có tin tức vì chưa cho ra quyết định gì cả, còn nói có tin tức là các vị lãnh đạo tỉnh đoàn đã tìm ra được biện pháp xử lý sự việc, cho Bí Thư Vương vừa đến nhận chức làm quan chủ khảo trong công tác khảo hạch định lượng. Quyết định lựa chọn thật chặt, chọn ra những vị cán bộ ưu tú nhất. Bí thư Vương mới đến. Những lời này vừa ra khỏi miệng thì đã có người cảm khái. Ôi, đây không phải là ma cũ bắt nạt ma mới sao? Bí thư Vương kia vừa đến đã gặp chuyện không may, bây giờ thì tốt, còn chưa kịp làm quen công tác đã phải đắc tội với người ta. Không phải sao, chuyện này đâu dễ xử lý, biết đâu bên trong có lãnh đạo tỉnh nhúng tay. Một tên cán bộ vừa nói vừa nhìn trước nhìn sau, tuy hắn không nói ra cho rõ, thế nhưng đám đồng sự bên cạnh cũng hiểu ý, mọi người đều thầm hiểu đáp án là thế nào. Khi đám người kia đang cười đùa hi hi ha ha thì không phát hiện Lý Tùng Mai đang đứng ngoài cửa lớn với gương mặt cực kỳ kinh ngạc. Nàng đã đến phòng tuyên truyền tỉnh ủy công tác một thời gian ngắn,
vừa rồi nàng nghe đám người kia nói về chủ đề mình khá quan tâm, thế là không khỏi cảm thấy ngây người. Đám cán bộ kia không tiếp tục kéo dài câu chuyện, thế nhưng Lý Tùng Mai vẫn không tin phán đoán của bọn họ. Dù sao thì ban thủ lĩnh Vương Tử Quân trong ấn tượng của nàng cũng không phải là một người ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không tự động đứng ra tiếp nhận củ khoai lang nóng kia. Chẳng lẽ ban thủ lĩnh đến tỉnh đoàn thì bị người ta chèn ép cực kỳ thê thảm? Lý Tùng Mai chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó nàng đã phủ quyết, vì nàng là một người bạn học của Vương Tử Quân ở trường đảng, nàng hiểu rõ bản lĩnh của Vương Tử Quân. Xem ra thật sự sắp có kịch hay để nhìn. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Tùng Mai khẽ đẩy cửa đi vào. Đám cán bộ đang bàn luận hào hứng thấy nàng đi vào thì lập tức yên lặng, cả đám nhanh chóng quay về vị trí công tác của mình. Lý Tùng Mai gật đầu thỏa mãn, nàng thỏa mãn về quyền uy của mình trong đơn vị. Sau đó nàng quay về phòng làm việc của mình, cầm lấy điện thoại gọi đi. Trước khi Vương Tử Quân nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của Lý Tùng Mai thì vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với trưởng phòng Quách Tiên Vi. Trưởng phòng Quách ở đầu dây bên kia lên tiếng rất khách sáo nhưng cũng cực kỳ hàm xúc, đối phương nhắc nhở mình rằng mọi việc không nên quá cưỡng cầu, nếu không thể xử lý được thì cũng không làm khó anh em. Có thể để cho Trúc Nghiêm Dương ở lại vị trí cũ vài năm, khi nào có cơ hội khác thì nói sau. Vương Tử Quân tuy không biết thái độ của Quách Tiên Vi có bao phần là thật, thế nhưng hắn vẫn rất tán thưởng thái độ của đối phương. Vị phó phòng tổ chức này là người nắm được buông được, giỏi thu nhận nhân tâm, hèn gì bằng tuổi Trần Nguyên Hà nhưng lại ngồi ghế cao hơn. Lý Tùng Mai gọi điện thoại đến thăm hỏi khi Vương Tử Quân cúp điện thoại của Quách Tiên Vi. Lý Tùng Mai dùng giọng chân thành tỏ ra quan tâm đến sự việc lần này ở cơ quan tỉnh đoàn, còn cố ý nhắc nhở. Ban thủ lĩnh, chuyện này cũng không dễ làm, chỉ có hai cây cải được nhổ ra, càng nhiều càng ít, dù sắp xếp thế nào cũng đắc tội với người, vì vậy cách hợp lý nhất chính là tìm biện pháp thoái thác cho người khác đi xử lý. Vương Tử Quân chỉ cười cười với lời quan tâm của Lý Tùng Mai, hắn cũng không nói với nàng rằng mình là người chủ động ôm lấy chuyện này. Nhưng hắn cũng tỏ vẻ cảm tạ những lời khuyên nhủ của nàng. Ngay sau đó Vương Tử Quân chợt biến thành nhân vật tiêu điểm được mọi người chú ý, rất nhiều ánh mắt bắt đầu chú ý đến hắn, trong số đó có cả những vị lãnh đạo cao cao tại thượng như Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Tề Chính Hồng. Nếu so sánh với phần lớn ánh mắt hả hê khác, Chủ tịch Tề Chính Hồng đã được thưởng thức thủ đoạn của tên cán bộ thanh niên kia, thế cho nên hắn cảm thấy sự việc lần này cũng không đơn giản như vậy. Nói thật, lúc đầu Tề Chính Hồng cũng không quan tâm đến chuyện của tên bà con xa của mình, thế nhưng từ khi Vương Tử Quân tiếp nhận xử lý sự việc, hắn bắt đầu chú ý đến sự việc này theo bản năng. Nhưng tin tức truyền đến làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy uể oải, đó là Vương Tử Quân được hắn định vị là người bất phàm cũng không cho ra hành động gì hay, ngoài thực hiện công tác hàng ngày thì phương pháp khảo hạch cũng do ban tổ chức của tỉnh đoàn đưa sang, tên này nhìn qua vài lượt rồi thuận lợi thông qua. Vương Tử Quân kia đang có ý gì? Chẳng lẽ muốn nắm lấy sự việc này, đợi đến khi mệt mỏi mất hết sức lực thì chịu chết mà không giải quyết được gì sao? Tề Chính Hồng lật lật quyển sổ trong tay, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu không giải quyết được gì mà cứ tiếp nhận và không cho ra kết quả, như vậy tuy không đắc tội với người nhưng lại thật sự là đắc tội với tất cả mọi người. Tề Chính Hồng thầm nghĩ như vậy, thế là hắn cầm điện thoại lên gọi cho thư ký của mình. Âu Dương Dương vốn giao quyền cho cấp dưới xử lý đối với nàng thì tất cả thật sự rất tuyệt. Nhưng nàng không ngờ một chiêu xử lý lạnh nhạt của Vương Tử Quân lại đưa nàng lên đầu sóng ngọn gió. Nàng nghĩ đến những cuộc điện thoại liên tục gọi đến trong thời gian qua, thế là cho ra quyết định gọi Vương Tử Quân đến để nói cho ra lẽ. Đáng lý ra Âu Dương Dương muốn gọi điện thoại để Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình một chuyến, nhưng cuối cùng nàng cũng quyết định tự đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, như vậy mới thể hiện sự quan tâm của mình với sự kiện này, với vị quan chủ khảo là Vương Tử Quân. Nàng khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó thấy Vương Tử Quân đang múa bút bên trong. Bí thư Âu Dương, ngài đại giá quang lâm thật sự làm tôi được sủng ái mà kinh hoàng, có một câu thế nào ấy nhỉ, à, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vương Tử Quân đặt bút xuống, hắn mỉm cười nói với Âu Dương Dương. Lúc này Âu Dương Dương tuy không có tâm tình dở giọng với Vương Tử Quân, thế nhưng công phu hàm dưỡng được rèn luyện qua nhiều năm cũng thầm nói cho nàng biết, không nên vừa mới đến đã mở miệng chất vấn Vương Tử Quân. Nàng cố gắng nở nụ cười rồi khách khí nói. Tử Quân, nếu cậu cảm thấy phòng làm việc này không quá tốt, tôi sẽ phải đi làm kiểm điểm với lãnh đạo, tôi không thể cung cấp một hoàn cảnh thoải mái cho đồng chí của mình xử lý công tác, đây là sai lầm của tôi. Âu Dương Dương dù nói cười liên tục nhưng Vương Tử Quân lại căn cứ vào những lời nói khó hiểu của nàng để nghe ra vài thứ quan trọng.
Hắn cười nhạt một tiếng mà không nói gì, cũng không giải thích thì khác, chỉ cầm ấm trà châm nước cho Âu Dương Dương, sau đó đặt ấm xuống bàn. Tử Quân, hôm qua tôi đã đến thăm nom công nhân của nhà máy in, phần lớn bọn họ đều khen ngợi anh. Chuyện này anh xử lý rất tốt, đã thật sự làm tôi giảm bớt biết bao ưu phiền. Âu Dương Dương cũng không quan tâm đến ly trà trước mặt, nàng vẫn nở nụ cười nói lời khích lệ Vương Tử Quân. Cảm ơn lời khẳng định của bí thư Âu Dương, công tác của tôi hoàn thành tốt đẹp cũng vì các đồng chí cơ quan tỉnh đoàn đồng mưu hợp sức mà thành, chỉ khích lệ riêng một mình tôi như vậy cũng xem như không ổn, có hiểm nghi khoe khoang. Vương Tử Quân cười nói với Âu Dương Dương, giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Vương Tử Quân nói vài câu vui đùa làm cho bầu không khí giữa hai người có chút hòa hoãn trở lại. Âu Dương Dương nâng ly trà lên, nàng có chút do dự, cuối cùng mới nói. Bí thư Vương, có câu dùng người thì không nên nghi ngờ thì không nên dùng người. Tôi đã giao cho anh nhiệm vụ chọn hai vị phó chủ nhiệm, như vậy tôi phải cho anh quyền tự quyết định, nhưng đến bây giờ anh còn chưa có chút động tĩnh gì, điều này làm cho tôi không thể nắm chắc. Bí thư Âu Dương, chuyện này nói ra cũng là do tôi chưa kịp báo cáo với chị. Vương Tử Quân nói rồi cầm lấy phần văn kiện mình vừa viết đưa cho Âu Dương Dương, lại dùng giọng khiêm tốn nói. Bí thư Âu Dương, đây là những ý nghĩ chưa quá thuần thục của tôi, kính xin bí thư chỉ giáo nhiều hơn. Âu Dương Dương tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại tự mình ghi văn kiện, nàng nhìn dòng chữ tiêu sái bay bổng trên giấy, dù nàng là người thích bắt bẻ cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi chữ tốt. Nhưng nếu so với những dòng chữ đẹp đẽ thì nội dung của văn kiện càng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Một vài ý kiến về trung tâm giới thiệu việc làm và trường đào tạo nghề cho thanh niên. Âu Dương Dương nhìn vào đề mục mà không khỏi sững sờ, sau đó lại trở nên nghiêm túc. Khi hàng loạt con chữ chạy vào lòng thì nàng chợt mẫn cảm ý thức được vấn đề, nếu những thứ trên giấy này được áp dụng, nó tuyệt đối là một chiến tích nổi tiếng. Ý kiến hay, Bí thư Vương, bây giờ toàn tỉnh rất chú trọng đến phương diện công nhân thất nghiệp, nếu như tỉnh đoàn có thể biến cũ thành mới. Có thể giải quyết được vấn đề này, chắc chắn sẽ được tỉnh ủy khen ngợi. Âu Dương Dương đặt văn kiện của Vương Tử Quân xuống, sau đó không nhịn được phải vỗ tay tán dương. Tất nhiên đây là ý kiến hay, dù sao nó cũng được áp dụng thành công vào kiếp trước, có thể dẫn đường cho thanh niên và công nhân lao động, nếu nó không có tác dụng lớn thì sẽ không xuất hiện trước mặt Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, đây chỉ là những ý nghĩ còn chưa thuần thục của tôi, nếu như ngài thấy có thể tiến hành. Chúng ta không bằng chọn thành phố Sơn Viên làm thí điểm, khi nào thành công thì phổ biến ra toàn tỉnh cũng không muộn. Âu Dương Dương khẽ gật đầu, nàng lại khôi phục lại vẻ trầm ổn. Nàng biết đây chỉ là một cái kế hoạch, nếu như báo cáo lên mà không có nghiệm chứng, thành công thì quá tốt, nếu như thất bại thì cũng khó sống. Phục vụ thanh niên tìm việc làm, đào tạo kỹ năng làm việc cho thanh niên. Âu Dương Dương thì thào những từ trong văn kiện của Vương Tử Quân. Nàng giống như muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng lúc này thật sự khó thể nhớ ra. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Ánh mắt Âu Dương Dương chợt lóe lên, khoảnh khắc sau nàng mỉm cười nhìn lên người Vương Tử Quân, lúc này xem như nàng đã hiểu rõ. Dù là phục vụ thanh niên tìm việc làm hay đào tạo nghề cho thanh niên thì cũng cần có người chủ trì, cần địa phương áp dụng, như vậy sẽ có nhiều vị trí trống. Chỉ cần thực hiện dựa theo ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy chuyện mọi người cùng tranh cướp một hai vị trí sẽ phát sinh chuyển biến. Nhiều người mà có quá ít vị trí, đây chính là khó khăn vào thời điểm hiện tại. Âu Dương Dương không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng cuối cùng lại khẳng định suy đoán của chính mình. Chỉ cần phát triển theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, như vậy sẽ phát huy đầy đủ tác dụng của cơ quan tỉnh đoàn, sẽ làm cho tỉnh đoàn có địa vị quan trọng hơn, càng tạo ra nhiều vị trí trống, thế là chuyện 5-6 người cùng tranh cướp hai vị trí phó chủ nhiệm sẽ căn bản biến mất. Vương Tử Quân không phải không quan tâm đến vấn đề xử lý chuyện này. Chẳng qua sự việc quá nhỏ nhặt, đến mức hắn không cần lãng phí tinh thần. Khoảnh khắc này Âu Dương Dương chợt sinh ra một ý nghĩ như vậy với trợ thủ của mình. Ngày thanh niên, đây là một ngày lễ lớn của thanh niên, một hội nghị trang nghiêm được tổ chức trong quảng trường thành phố Sơn Viên. Bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hạ Quân cũng đến tham gia làm cho hội nghị càng có thêm vài phần long trọng. Khi bí thư đoàn thanh niên tỉnh là Âu Dương Dương tiếp đón các vị lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân là một phó bí thư tỉnh đoàn lại đi đến một khu vực tàn tạ ở ngoại ô thành phố. Trúc Nghiêm Dương, không thể cho anh đến công tác ở văn phòng tỉnh đoàn, có phải anh có cảm giác thất lạc rồi không? Vương Tử Quân nhìn Trúc Nghiêm Dương ở bên cạnh rồi khẽ cười hỏi. Nói thật là Trúc Nghiêm Dương thật sự có chút thất lạc, nhưng khi biết mình sẽ là hiệu trưởng trường nghề thanh niên thì hắn cảm thấy choáng váng đầu óc. Những ngày qua hắn đều phải sử dụng thuốc ngủ,
hút thuốc lá như điên nhưng vẫn cảm thấy rất bức bối, hắn không biết trường nghề thanh niên là cái quái gì, càng không quan tâm nó ở nơi nào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ngày hôm nay mình đã là một cán bộ cấp phó cục. Đồng thời cũng có một trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên và một hội chợ việc làm được xây dựng, đám người cạnh tranh vị trí phó chủ nhiệm thật sự không rõ mình sẽ phải làm gì, còn hai vị tranh thủ được hai vị trí giám đốc hai trung tâm kia lại tỏ ra cực kỳ đắc ý. Vương Tử Quân thật sự là người từ cơ sở đi lên, thủ đoạn quá mạnh mẽ, tạo ra thêm vài vị trí trống, làm cho người thất bại hay thành công cũng vui vẻ. Hi hi, Trúc Nghiêm Dương anh không phải đã là cán bộ cấp phó cục rồi sao? Trúc Nghiêm Dương nghĩ đến tình huống vài ngày trước uống rượu với một người bạn, khi được vài ly thì đối phương nói ra một câu không che đậy miệng như vậy, điều đó làm cho hắn có chút khó chịu. Không, không có gì thất lạc. Khi Vương Tử Quân lên tiếng hỏi thì Trúc Nghiêm Dương có hơi giật mình, phản ứng có hơi mất tự nhiên. Phản ứng của Trúc Nghiêm Dương cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nói với Trúc Nghiêm Dương. Phải không, là thật hay giả? Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không phải là đồng chí tốt. Trúc Nghiêm Dương đưa mắt nhìn vị cán bộ thanh niên trẻ hơn mình 7-8 tuổi nhưng lại là phó bí thư tỉnh đoàn, hắn rất muốn nói mình đang nói dối. Nhưng hắn nghĩ đến lời nói của anh rể với mình, hắn vẫn nhẫn nhịn mà lên tiếng. Bí thư Vương, sao lại nói như vậy? Tất nhiên là tôi nói thật rồi. Vương Tử Quân nào không rõ ý nghĩ của Trúc Nghiêm Dương vào lúc này. Nhưng hắn cũng không bóc trần sự thật, hắn chỉ về cách đó không xa nói. Anh xem chỗ kia thế nào? Trúc Nghiêm Dương nhìn khoảng sân tàn tạ trước mặt mà không thấy cái gì đặc biệt, là một đống sắt thép hoen gì, giống như trước kia chỗ này từng là một nhà xưởng. Rất tốt. Trúc Nghiêm Dương không rõ vì sao Phó Bí Thư Vương không tham gia hội nghị thanh niên mà kéo mình đến chỗ này ngắm cảnh, hắn vì không muốn phụ ý tốt của Vương Tử Quân nên tiếp tục nhẫn nhịn nói lời không đúng với lương tâm. Nếu như vậy thì sau này trường đào tạo nghề thanh niên sẽ được xây dựng ở đây. Vương Tử Quân vỗ vai Trúc Nghiêm Dương rồi dùng giọng kiên định nói. Trúc Nghiêm Dương thiếu chút nữa không ngã gục xuống, mình có lầm không? Trường đào tạo nghề thanh niên lại xây dựng ở chỗ này. Hắn chợt nghĩ đến tình huống mình là hiệu trưởng một ngôi trường ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, hắn không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Không cần quá xúc động, sẽ có táo, có bánh mì, tất cả đều có. Vương Tử Quân nhìn nhà xưởng cũ nát mà cười tủm tỉm nói với Trúc Nghiêm Dương. Trúc Nghiêm Dương thật sự muốn hôn mê, nhưng lúc này hắn có thể chịu đựng được, ai bảo chức vị của hắn thấp hơn người ta quá nhiều. Nhưng hắn nhẫn nại cũng không có nghĩa rằng sẽ hòa nhã, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi mở miệng nói. Bí thư Vương, tôi cũng hiểu sẽ có tất cả, vấn đề là anh ném cho tôi một khu đất rộng thế này, chẳng lẽ muốn tôi huấn luyện thanh niên đến đây nhặt sắt thép công nghiệp về bán cho trạm thu mua phế liệu sao? Vương Tử Quân cười cười, vẻ mặt lại khá nghiêm túc, hắn nói. Tất nhiên là không phải, nếu như là nhặt sắt thì không cần đào tạo. Các anh phải có trường, phải có phòng ban, phải có các lớp đào tạo. Chỉ như vậy thì công nhân mới có kỹ thuật, mới nắm được một nghề, mới có thể tự nuôi sống chính mình. Có nghề để có thể nuôi sống chính mình. Trúc Nghiêm Dương nhìn gương mặt kiên định của Vương Tử Quân, hắn chợt nghĩ đến những tin tức thường được đưa lên báo và TV, thế là hắn dần hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hơn nữa nếu như hạng mục này mà cho ra thành tích, như vậy thì sẽ tốt thế nào? Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Nghiêm Dương thầm cảm động, hắn cũng trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Nhưng ngay sau đó lại có một vấn đề làm hắn không thể nào không quan tâm. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta nghèo khó trắng tay, anh cũng không phải để tôi đứng ra dạy nghề cho thanh niên công nhân đấy chứ. Tất nhiên là không để cho anh tự mình ra tay, anh có thể dạy bọn họ làm được thứ gì. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Chúng ta đến gặp một vài trường nghề, cùng liên hợp quản lý với bọn họ, anh thấy sao? Tốt, quá tốt. Trúc Nghiêm Dương thầm nghĩ chỉ cần có giáo viên là được, tôi chỉ quản cái trường mà thôi. Vương Tử Quân rời khỏi khu nhà xưởng, hắn và Trúc Nghiêm Dương leo lên chiếc xe Thái Thần Bân chờ sẵn bên ngoài. Khi uy vọng của Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn dần tăng lên thì chuyện đưa Thái Thần Bân đến công tác đã cực kỳ thuận lợi. Trước mắt Thái Thần Bân chạy một chiếc Santana của tỉnh đoàn, xe này khá tốt, ngồi vào rất thoải mái. Khi thấy Vương Tử Quân lên xe thì Thái Thần Bân dùng giọng chú ý hỏi. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Đi đến phòng lao động, chúng ta muốn liên hợp với trường nghề thì cần được phòng lao động tán thành mới được. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó nói với Thái Thần Bân. Thái Thần Bân là một lái xe có tố chất,
lại nhanh tay lẹ chân, chịu thương chịu khó, tất nhiên đó là những đức tính tốt được Vương Tử Quân tán thưởng. Sau khi nhận được điện thoại đến thành phố Sơn Viên làm lái xe cho Vương Tử Quân thì Thái Thần Bân đã chạy đến sớm hơn một ngày, sau đó cầm một tấm bản đồ thành phố Sơn Viên nghiên cứu một lượt, lại chạy qua khắp các con phố lớn hỏi một lần, cuối cùng mới tìm đến Vương Tử Quân. Tất nhiên đó là những chuẩn bị của hắn, Vương Tử Quân thật sự không biết. Vì vậy mà vài ngày qua Vương Tử Quân thật sự có chút giật mình vì Thái Thần Bân lại quen thuộc thành phố Sơn Viên như vậy, điều này không khỏi làm cho Thái Thần Bân lén nở nụ cười. Lúc này Thái Thần Bân nghe Vương Tử Quân phân phó thì cũng không hỏi nhiều, hắn dẫm chân ga, xe chạy như bay về phía phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam. Khu văn phòng của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam là một khu nhà 6 tầng cực kỳ khí phái ở trung tâm thành phố Sơn Viên. Sau khi nhóm Vương Tử Quân nói rõ mục đích của mình, một vị chủ nhiệm văn phòng họ Hà đưa bọn họ đến phòng làm việc của trưởng phòng. Bí thư Vương thật sự còn quá trẻ. Khi tôi ở vào độ tuổi như anh còn đang chạy việc dưới huyện mà thôi. Trưởng phòng Giản Thuận Bình phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam tiến lên nhiệt tình chào đón Vương Tử Quân. Vị trưởng phòng Giản này nhìn qua có vẻ rất khách khí nhưng bên trong cũng có chút kiêu ngạo, đó chính là Vương Tử Quân cậu dù có lợi thế trẻ tuổi hơn tôi, thế nhưng nếu nói về lai lịch thì cậu còn kém nhiều lắm. Vương Tử Quân tuy cũng cảm thấy có chút bức bối nhưng lúc này đến vì có việc cần thương lượng nên chỉ có thể nở nụ cười ôn hòa. Cũng không tiếp tục nói chuyện trên chủ đề này, hắn thay đổi chủ đề, nói ra mục đích của mình. Giản Thuận Bình nghe rất chăm chú, ngón tay hắn liên tục gõ lên mặt bàn. Hắn ra vẻ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Bí thư Vương, ý nghĩ của các anh rất tốt, tôi cảm thấy mình cần giúp đỡ để nó được mở rộng và phát triển. Thế nhưng sự việc này có liên quan hơi rộng, chúng tôi cần tổ chức hội nghị ban ngành để nghiên cứu, đến khi có kết quả thì tôi sẽ liên lạc với anh thấy thế nào? Vậy thì kính xin trưởng phòng Giản giúp đỡ nhiều hơn. Vương Tử Quân sao lại không nhìn ra bộ dạng muốn từ chối của Giản Thuận Bình. Hắn cười cười với đối phương, hai bên nói vài câu khách khí, sau đó Vương Tử Quân cáo từ bỏ đi. Bí thư Vương, thái độ của trưởng phòng Giản có vẻ không được tích cực. Trúc Nghiêm Dương đi theo Vương Tử Quân lên xe, hắn dùng giọng khó thể chờ đợi để nói với Vương Tử Quân. Đây nào chỉ là không tích cực, rõ ràng là thái độ bất hợp tác. Vương Tử Quân dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại không nói ra, hắn chỉ nở nụ cười nói. Trưởng phòng Giản vừa rồi cũng không từ chối, chúng ta chờ một thời gian xem thế nào. Tuy Vương Tử Quân nói sẽ chờ một thời gian nhưng trong lòng lại nghĩ đến đường khác, nếu không có được sự giúp đỡ của phòng lao động thương binh xã hội thì lực lượng giáo viên khó thể đảm bảo, nếu không đảm bảo lực lượng giảng viên thì xây dựng trường nghề cũng là công dã tràng. Khi Vương Tử Quân và Trúc Nghiêm Dương quay về văn phòng tỉnh đoàn thì đã gần đến giữa trưa, lúc này các cán bộ thanh niên tham gia hội nghị cũng đã quay về văn phòng, bọn họ đều dùng giọng bừng bừng hưng phấn để nói về những lời phát biểu của Bí Thư vào ngày hôm nay. Bí Thư Vương, chuyện trường dạy nghề thanh niên thế nào rồi? Vừa gặp mặt Vương Tử Quân thì Triệu Nguyên Cố đã dùng giọng tràn đầy nụ cười hỏi ngay. Có chút tiến triển. Vương Tử Quân hiểu ý của Triệu Nguyên Cố, hắn khẽ gật đầu rồi thuận miệng nói. Triệu Nguyên Cố cũng không thật sự quan tâm đến trường nghề thanh niên của Vương Tử Quân, hắn sở dĩ hỏi như vậy vì muốn nói về hội nghị ngày hôm nay. Triệu Nguyên Cố tùy ý ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn châm một điếu thuốc rồi nói. Tử Quân, tôi nghĩ rằng nghi thức hôm nay phải có cả anh tham gia mới đúng, vì Bí Thư tỉnh ủy tự mình đến tham gia, hơn nữa còn có các vị lãnh đạo như Bí Thư Lưu và các vị thư ký trưởng khối văn phòng. Vị lãnh đạo nào cũng yêu cần chúng ta cần không ngừng cố gắng. Tiến thêm một bước trong công tác thanh niên trong tỉnh. Chương 378, Thượng đế sáng tạo thiếu nữ, đàn ông sáng tạo đàn bà. Triệu Nguyên Cố xem như là một người đẹp trai, cao 1m8, anh tuấn tiêu sái, dáng người cao ráo, đi đứng đều có khí độ đàn ông, là loại hình được phụ nữ yêu mến. Người này từ trung học đến đại học đều có người yêu mến, thậm chí đến khi kết hôn cũng có hai người phụ nữ bảo trì mối quan hệ mập mờ không rõ. Trước mắt hắn đang ở vào độ tuổi hào hoa phong nhã, đáng lý ra đàn ông như vậy phải được phần lớn người yêu mến mới đúng. Nhưng Triệu Nguyên Cố này có một nhược điểm chí mạng chính là ôm công nhưng mặc kệ việc, chỉ cần thấy đó là thành tích cao độ thì sẽ không nhường ai mà chạy đến tranh giành. Hôm nay bệnh cũ lại tái phát, vừa nói đến chuyện Bí Thư Nhiếp rất tán thưởng vì hoạt động của tỉnh đoàn thì vẻ mặt Triệu Nguyên Cố có thêm vài phần vinh quang, vì hoạt động lần này là do hắn chủ trì. Vương Tử Quân không thích một người chỉ cần mở miệng là tô son thiếp vàng lên mặt chính mình như vậy. Hắn nhìn Triệu Nguyên Cố đang mở miệng lải nhải,
cũng không thể nói rõ, chỉ có thể nhẫn nại nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Triệu Nguyên cố khoe khoang xong thì mới đứng lên, Vương Tử Quân nghe đến mức buồn nôn cũng cố gắng gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy rất chán nản. Vương Tử Quân tiến chân Triệu Nguyên cố, hắn bắt đầu suy xét về vấn đề xây dựng trường nghề. Tuy được sự giúp đỡ của Âu Dương Dương thì coi như khá tốt, nhưng nếu không có giảng viên thì cũng không thể cho Trúc Nghiêm Dương đến huấn luyện mọi người lựa chọn sắt vụn được. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, trước tiên Vương Tử Quân nghĩ đến Tần Hồng Cẩm, có sự trợ giúp của Tần Hồng Cẩm và tập đoàn Quân Thành thì xây dựng một ngôi trường nghề không quá khó. Nhưng hắn cũng không phải chỉ muốn một ngôi trường như vậy, hắn muốn mở rộng ra nhiều trường, nếu như chỉ dựa vào một mình tập đoàn Quân Thành thì chuyện này cũng không bằng khỏi làm. Vương Tử Quân nghĩ một lúc lâu, đầu óc rối cả lên, hắn đi qua đi lại trong phòng làm việc, sau đó chậm rãi bước ra khỏi khu văn phòng tỉnh đoàn. Lúc này vẫn là mùa xuân, cả khu tỉnh ủy là một màu xanh mát mắt, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống đất, trong không khí mơ hồ có hương vị gì đó làm cho người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ. Cuối xuân đầu hè thường có không khí chẳng nóng và chẳng mát, là khoảng thời gian làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhất. Này, 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 anh gì ơi, anh làm gì vậy? Tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Anh có vấn đề gì thì trước tiên có thể phản ánh với ban văn thư, tôi đưa anh đi là được. Khi Vương Tử Quân đang chậm rãi cất bước thì thấy một bảo vệ của ban bảo vệ trong tỉnh ủy đang giữ một ông lão mặc quần áo màu vàng lại. Ông lão kia đẩy tay tên bảo vệ rồi nói. Tiểu tử, tôi không phải đến tìm hiểu hay phản ánh gì cả, tôi thật sự có việc muốn tìm bí thư Âu Dương của đoàn thanh niên tỉnh. Tên bảo vệ vừa nghe thấy ông lão tìm bí thư Âu Dương thì thật sự không dám buông tay. Hắn là một viên bảo vệ trong khu tỉnh ủy, từ ngày đầu tiên đi làm đã được đội trưởng nói qua không biết bao nhiêu lần về những chuyện tương tự như thế này. Hắn cũng không dám cho ông lão xông vào, sống chết cũng phải đưa đến phòng văn thư để xử lý. Nhân viên bảo vệ lôi kéo làm cho ông lão cảm thấy tức giận, sau đó lại sốt ruột, lão hất tên nhân viên bảo vệ ra rồi nói. Tiểu tử này đúng là... Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi không phải đến để phản ánh hay tìm hiểu gì cả, tôi đến để hỏi bí thư Âu Dương chút chuyện, cậu kéo tôi đi làm gì? Bác à, bác muốn tìm bí thư Âu Dương thì cũng phải đi theo trình tự chứ. Nếu ai đến tìm lãnh đạo cũng được cháu cho vào, như vậy lãnh đạo sao có thể làm việc được? Nếu cháu để cho bác tùy tiện đi vào, như vậy cháu cũng bị xử phạt. Tên bảo vệ này có tâm tính khá tốt, hắn vừa khuyên bảo vừa đẩy ông lão ra ngoài. Ông lão đã thấy được khu văn phòng của tỉnh đoàn, biết đó là nơi tỉnh đoàn xử lý công tác hàng ngày, thế là vừa vùng vẫy phản kháng tên bảo vệ vừa dùng ánh mắt không cam lòng nhìn về phía bên này. Vương Tử Quân có chút do dự, hắn dừng bước, vốn không quá quan tâm đến chuyện này, thế nhưng hắn lại nghe nói có liên quan đến Âu Dương Dương, điều này làm hắn quan tâm. Tiểu Tôn, có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân cũng xem như có chút quen biết tên nhân viên bảo vệ kia, hắn trầm giọng hỏi. Tên nhân viên bảo vệ kia có nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực này, tất nhiên hắn cũng không xa lạ gì vị phó bí thư mới đến nhận chức ở tỉnh đoàn. Khi thấy Vương Tử Quân thì hắn vội vàng buông bàn tay đang kéo ông lão ra rồi nói. Bí thư Vương, bác này có vấn đề cần phản ánh nhưng không làm theo đúng quy trình, tôi chuẩn bị đưa bác ấy đến ban văn thư. Vương Tử Quân cười cười, hắn có chút tán thưởng những lời nói khéo léo của viên bảo vệ, đồng thời cũng hiểu nổi khổ tâm của bọn họ. Hắn phất tay với tên bảo vệ, sau đó nói với ông lão. Bác trai, Tiểu Tôn nói rất đúng, nếu bác có việc cần phản ánh thì cứ làm theo đúng trình tự sẽ nhanh hơn. Ông lão nhìn vẻ mặt hòa ái của Vương Tử Quân, lão thở dốc một hơi nói. Cũng không phải tôi không muốn làm theo đúng trình tự, chẳng qua là sợ không kịp mà thôi. Lúc này đã gần hết nửa năm, bọn nhỏ còn đang học trong những căn phòng đầy nguy cơ, có thể sụp bất cứ lúc nào. Bí thư Âu Dương đã đồng ý chuyển tiền trước Tết, nhưng đã vài tháng trôi qua mà còn chưa thấy đồng tiền nào. Ông lão nói rất lộn xộn và bừa bãi, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu được vấn đề, hắn có chút trầm ngâm, cảm thấy chuyện này nên tìm đến nói với Âu Dương Dương thì hay hơn. Bác trai, bác cũng đừng gấp, nếu bác muốn tìm bí thư Âu Dương thì đi theo cháu là được. Vương Tử Quân nói rồi đưa tay mời ông lão đi về phía khu văn phòng màu trắng của tỉnh đoàn. Ông lão có hơi ngây người. Không ngờ cậu cán bộ hào hoa phong nhã trước mặt lại đồng ý cho mình đến gặp bí thư Âu Dương. Khi lão đang cảm thấy khó hiểu thì nhân viên bảo vệ bên kia đã ghé sát tai nói. Bác trai, bác còn do dự gì nữa, đây là phó bí thư Vương của tỉnh đoàn Sơn Nam, bác cứ đi theo anh ấy, không phải sẽ được gặp bí thư Âu Dương sao? Bác mau đi đi. Bí thư Vương.
Ông lão nhìn Vương Tử Quân, trong mắt có vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Cháu là Vương Tử Quân, công tác ở đoàn thanh niên tỉnh, bác nếu muốn gặp bí thư Âu Dương thì đi theo cháu. Vương Tử Quân cười với ông lão rồi dùng giọng thản nhiên nói. Ông lão được Vương Tử Quân dẫn đường đi về phía khu văn phòng màu trắng tỉnh đoàn. Trên đường đi Vương Tử Quân đã từ miệng ông lão mà tìm hiểu được vài thông tin. Ông cụ tên là Hào Thiết Cương, là công nhân của nhà máy cơ giới đã về hưu. Sau khi về hưu thì ông cũng không ở lại thành phố Sơn Viên mà quay về quê sống một cuộc sống mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn về nhà, cũng xem như vui vẻ sung sướng. Nhưng Hào lão gia tử bận rộn cả đời cũng không phải là người có số được hưởng phúc, có một buổi sáng đi dạo đến một ngôi trường trong thôn, khi nhìn phòng học của con em trong thôn thì không khỏi cảm thấy đau đớn lòng. Trường tiểu học trong thôn hiện ra trước mắt Hào Thiết Cương giống như một con lạc đà có thể nằm vật xuống sa mạc bất cứ lúc nào, lúc này thịt trên người lạc đà đã bị chim rỉa sạch chỉ còn trơ lại bộ xương. Trong cái khung xương sắp sập đó liên tục vang lên tiếng đọc sách của con trẻ. Khi thấy trường tiểu học rách mướp, sau đó thấy rất nhiều đứa trẻ chạy từ bên trong ra ngoài chơi đùa, Hào Thiết Cương chợt sinh ra ý nghĩ muốn kiến thiết lại ngôi trường cho người trong thôn. Nhưng đây là một thôn nghèo dưới chân núi, kinh tế không phát triển. Nếu muốn xây một ngôi trường thì dễ dàng sao? Cũng may ông trời không phụ lòng người, khi Hào Thiết Cương lên huyện tìm các ban ngành tranh thủ tài chính, trùng hợp là khi đó Bí thư Âu Dương của tỉnh đoàn cũng đang thị sát công tác ở nơi đây. Bí thư Âu Dương tỏ ra rất hùng hồn với ý nghĩ tràn đầy nhiệt tình của ông lão, đã cho ra quyết định ngay tại chỗ, sẽ xuất ra một phần tiền từ quỹ xây dựng của tỉnh đoàn để giúp Hào Thiết Cương xây dựng trường học cho người trong thôn. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục của Bí thư Âu Dương thì Hào Thiết Cương tỏ ra cực kỳ vui sướng, không những chỉ mình lão vui sướng, người trong thôn đều rất vui. Tuy mọi người không có tiền nhưng có thể tham gia lao động miễn phí, nhưng thời gian dần trôi qua, hương vị vui vẻ cũng không còn. Trong khoảng thời gian này vì khoản tiền sửa chữa trường học không được chuyển xuống nên uy tín của Hào Thiết Cương trong thôn ngày càng dao động, bắt đầu có thôn dân nói lão chỉ biết mạnh miệng, nếu không thì vài tháng đã trôi qua mà sao không có đồng nào. Hào Thiết Cương thật sự cảm thấy rất đè nén vì những lời chỉ trích của thôn dân, lão thật sự sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên, hơn nữa lão còn tỏ ra sốt ruột hơn so với những thôn dân không hiểu rõ tình huống kia rất nhiều. Lão tức giận bắt xe đến thành phố Sơn Viên, lão nghĩ muốn chính miệng mình hỏi Âu Dương Dương, xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Vương Tử Quân đã tìm hiểu được đại khái, hắn đưa Hào Thiết Cương đến phòng làm việc của mình, pha trà cho ông lão, để lão nghĩ chân một lúc. Chính hắn thì đi về phía phòng làm việc của Âu Dương Dương. Âu Dương Dương vừa lúc có trong phòng làm việc, nàng đang ngồi ngay gắn phía sau bàn làm việc, cũng không khác gì so với ngày thường. Nàng mặc một bộ trang phục công sở màu cà phê sữa, vẫn là bộ dạng khỏe khoắn giỏi giang như trước, lại có vẻ cực kỳ tinh thần. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nàng tươi cười nói. Chào Bí thư Vương, anh đã chọn địa điểm cho trường nghề rồi phải không? Tôi cảm thấy như vậy là không được. Nó quá xa xôi, tôi cảm thấy nên chọn một địa phương bắt mắt một chút, như vậy rất có lợi cho việc triển khai mở rộng hoạt động của nhà trường. Vương Tử Quân cười cười với ý kiến của Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, chúng ta còn phải bàn bạc về vấn đề này. Lúc này có một ông lão tên là Hào Thiết Cương ở thôn Hào Gia Câu muốn gặp ngài, không biết ngài có ấn tượng gì không? Hào Gia Câu, Hào Thiết Cương. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát, sau đó hai bàn tay trắng nõn vỗ vào nhau. À, tôi nhớ ra rồi, đó là một ông lão có phải không? Ôi, ông lão kia thật sự là một người nhiệt tình, vì muốn tranh thủ chút tài chính sửa trường học cho đám trẻ trong thôn mà mỗi ngày đi 5 km đường đến huyện ủy. Ôi, ông ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi cũng đang muốn đi đến thăm Hào Gia Câu một chuyến, để xem trường học của bọn họ được xây dựng như thế nào. Âu Dương Dương tiến chân Hào Thiết Cương mà vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi thị sát tuyến huyện quay về thì nàng đã sai người chuyển tài chính cho Hào Gia Câu xây trường, vì sao đến bây giờ Hào Thiết Cương lại đưa đến thông tin ngôi trường kia còn chưa khởi công? Tại sao lại như vậy? Âu Dương Dương trước nay luôn công tác ở cơ quan, bây giờ gương mặt rất tức giận, nàng vỗ tay lên bàn một cái thật mạnh. Tử Quân, tôi phải tự mình đến huyện Động Luân xem thế nào, để xem cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Dương nhìn Vương Tử Quân đang đứng bên cạnh rồi nói. Vương Tử Quân là cán bộ từ cơ sở đi lên, có nhiều huyện còn không thể phát lương cho cán bộ công nhân viên nữa là. Những năm gần đây vì xây dựng quỹ vì người nghèo và khuyến học mới cho nhiều học sinh thấy được hy vọng, nhưng nhà trường bên dưới muốn lấy được tiền từ những quỹ này cũng phải 5 lần bảo lượt báo cáo lên trên mới có dược. Ngày nay người giữ tiền đều là Thượng Đế,
bọn họ thích đưa đẩy, cố ý kéo dài không làm. Dù biết đó là căn bệnh chung nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy tức giận, khoản tiền của quỹ hy vọng là tiền cứu mạng, phải biết rằng đây là tiền đến từ những nhà hảo tâm, thường dùng vào những việc thiện, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sinh ra nhiều ý nghĩ, mỗi ý nghĩ như vậy đều có thể xảy ra. Thế là hắn nhìn gương mặt tức giận của Âu Dương Dương, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ khuyên nhủ. Bí thư Âu Dương, chuyện này chỉ tự mình đi có phải hơi quá rồi không? Theo tôi thấy chỉ cần phái hai vị đồng chí đến huyện Động Luận kiểm tra thêm là được. Âu Dương Dương dùng ánh mắt có chút do dự nhìn vị trợ thủ trẻ tuổi bên cạnh, nàng trầm ngâm một lát, cảm thấy đề nghị này là rất hay, vì thế gật đầu đồng ý. Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên trầm mặc, hai người vẫn còn đang thầm suy xét xem rốt cuộc khoản tiền đã chuyển xuống đã bị lấy đi đâu, làm gì. Chẳng lẽ có kẻ nóng đầu rồi tham ô số tiền kia sao? Nếu là tham ô công khoản bình thường thì cũng không có vấn đề, nhưng đây là tiền từ quỹ hy vọng của tỉnh đoàn, ý nghĩa của nó rất quan trọng, nó liên quan đến tương lai và sức khỏe của học sinh, thật sự khá quan trọng. Bí thư Vương, anh chuẩn bị thế nào cho công tác xây dựng trường nghề thanh niên? Âu Dương Dương bị áp chế một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng thay đổi chủ đề. Địa điểm thì không có vấn đề, chỉ là muốn hợp tác với trường kỹ thuật bên kia có chút khó khăn. Vương Tử Quân cũng không che giấu, hắn nói ra tình huống mình đến gặp trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam. Âu Dương Dương nhìn lướt qua cửa kính, nàng hít vào một hơi thật sâu. Nàng thật sự rất coi trọng công trình trường học đào tạo nghề cho thanh niên, nàng cũng ý thức được nếu làm xong công trình này, chỉ sợ sẽ mang đến thành tích và vinh quang cho mình. Anh chờ chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho trưởng phòng Giản Thuận Bình của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, để tôi hẹn anh ấy dùng cơm. Chúng ta cùng đi nhé. Vương Tử Quân nghe lời đề nghị của Âu Dương Dương, tuy hắn cảm thấy chỉ đơn giản là một bữa cơm sẽ khó thể nào thay đổi được thái độ của Giản Thuận Bình, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Thế nhưng lúc này Âu Dương Dương đã nói như vậy, hắn là một thủ hạ cấp phó, cũng không nên chống đối lại lãnh đạo, thế hắn lên tiếng đồng ý. Tốt, bí thư Âu Dương, chị xem nên sắp xếp ở đâu? Ở Cẩm Viên Tinh, hoàn cảnh nơi đó rất khá. Âu Dương Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong đầu cũng lóe lên nhiều ý nghĩ. Dù bây giờ Âu Dương Dương vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh trong tỉnh đoàn, thế nhưng nàng có thể leo lên vị trí hiện tại thì đủ chứng minh mình cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng mẫn cảm nhận được vị trí bất động của mình xưa nay đang bị khiêu chiến, người khiêu chiến địa vị của mình hoàn toàn đến từ một thủ hạ cấp phó xếp ở vị trí cuối cùng. Nhưng dù Âu Dương Dương tỏ ra đề phòng theo kiểu vô thức với Vương Tử Quân, nàng cũng không thể không thừa nhận vị trợ thủ này cực kỳ có khả năng. Chưa nói đến những thứ gì khác, chuyện đề bạt hai vị phó chủ nhiệm phức tạp rối rắm như vậy lại được hắn hóa giải cực kỳ nhẹ nhàng, lúc bắt đầu thì dương cung bạt kiếm, đến bây giờ lại bình an vô sự. Hơn nữa các vị lãnh đạo trước đó có nhắn nhủ đều gọi điện thoại đến nói vài lời tán thưởng, Âu Dương Dương chỉ biết, một kết quả như vậy rõ ràng là đốt hương trước tất cả các vị Phật, điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác bội phục sát đất với trợ thủ của mình. Nếu như hắn có thể dễ sai bảo và cống hiến sức lực cho mình, là một nhân viên công tác tận trung, là người đại diện cho mình, là người có chiến lược và tư tưởng, lại có tố chất và năng lực, đây tuyệt đối là trợ thủ tốt. Nhưng tên này lại quá kiêu ngạo không phục mình, lại có cá tính rất mạnh, thử nghĩ xem người có tài sẽ cam chịu cúi đầu may áo cưới cho kẻ khác sao. Âu Dương Dương nghĩ như vậy mà thầm thở dài, đúng lúc nàng chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng lên tiếng, thế là Lâm Thụ Cường thở phì phò đi vào. Bí thư Âu Dương. Lâm Thụ Cường với bộ dạng uất ức tiến vào trong phòng làm việc của Âu Dương Dương, khi thấy bí thư Âu Dương ngồi với Vương Tử Quân thì quyết tâm tố cáo bốc lên tận đầu đã biến đi như hơi nước, mất đi vẻ phấn chấn, tinh thần mỏi mệt. Nhưng khi nhìn sang Vương Tử Quân thì vẻ oán độc trong mắt lại khó thể nào che giấu được. Bây giờ Lâm Thụ Cường thật sự rất căm hận Vương Tử Quân, nếu như không phải vì tên khốn này đẩy hai tên phó chủ nhiệm mới đến, Lâm Thụ Cường hắn nào đến mức khốn khổ như hiện tại. Bây giờ khối văn phòng tỉnh đoàn đã là xu thế tam anh chiến lữ bố, ba gã phó chủ nhiệm liên thủ chống lại hắn, tuy xu thế chưa đến mức làm dao động vị trí của hắn, thế nhưng bầu không khí quỷ dị trong văn phòng làm hắn sinh ra cảm giác rất khó chịu. Lúc này Lâm Thụ Cường nổi giận là mình vừa đưa ra hóa đơn sửa xe thì đã bị Trần Chính Hưng đấy về một cách không chút khách khí, còn dùng lời lẽ cay nghiệt nói, dù sửa chữa lại toàn bộ cũng không mất nhiều tiền như vậy, huống hồ chỉ là vài hỏng hóc nhỏ nhặt thế này. Chi trả biên lai là chuyện nhỏ, Trần Chính Hưng không nể mặt mới là chuyện lớn, chẳng phải đang muốn đánh vào mặt mình,
muốn nói cho mọi người biết một biên lai với số tiền khống như vậy là tự mình khai ra sao? Lâm Thụ Cường thật sự căm tức, hắn ồn ào một trận với Trần Chính Hưng trong văn phòng trước mặt mọi người. Lúc đó Lâm Thụ Cường thật sự sinh ra xúc động muốn đánh cho tên trợ thủ vừa nhận chức vài ngày một trận nên thân. Nhưng nếu đánh nhau sẽ phát sinh hậu quả khó lường, vậy nên hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ hắn nhìn thấy người khởi xướng là Vương Tử Quân, sao không sinh ra cảm giác căm hận nghiến răng nghiến lợi cho được. Lâm Thụ Cường hiểu rất rõ, nếu Vương Tử Quân kia không bày ra một mánh khóe như vậy, mình sẽ vẫn là một tay che trời ở văn phòng tỉnh đoàn. Văn phòng tỉnh đoàn sở dĩ có tình huống tranh chấp giành giật như ngày hôm nay cũng là vì tên khốn Vương Tử Quân thích làm loạn. Nhưng dù Lâm Thụ Cường cực kỳ oán hận thì cũng cực kỳ sợ hãi và kiêng kỵ với Vương Tử Quân. Một cán bộ âm trầm và cơ trí như vậy không phải là người mình có thể đối kháng. Người kia giống như luôn nắm chắc một ma pháp thần chú cực kỳ đặc biệt trong tay, chỉ cần thấy kẻ nào không vừa mắt thì sẽ mở bàn tay ra, sẽ cười tủm tỉm nhìn anh bị hại chết không có đất chôn. Chủ nhiệm Thụ Cường, có chuyện gì? Âu Dương Dương nhìn sang Lâm Thụ Cường rồi dùng giọng bất mãn hỏi. Bí thư Âu Dương, điều này. Lâm Thụ Cường còn chưa nghĩ ra mình nên mở miệng nói như thế nào, đúng lúc này lại bị Âu Dương Dương đột ngột lên tiếng dò hỏi, thế là đầu óc chợt căng cứng. Biểu hiện ngây ngốc của hắn rơi vào trong mắt Âu Dương Dương, làm cho nàng cảm thấy bực bội. Biểu hiện ấp a ấp úng của anh không phải nói rõ vấn đề cho Vương Tử Quân sao? Chẳng phải đang khẳng định mình chuyên quyền độc đoán, sắp xếp Lâm Thụ Cường làm một số việc khó nói, cố ý gạt một trợ thủ như Vương Tử Quân sao? Có chuyện gì quan trọng thì cứ nói thẳng ra, nếu không thì chờ một lát nữa, tôi đang có công tác quan trọng cần bàn với Bí Thư Vương. Âu Dương Dương thấy Lâm Thụ Cường đứng ngây người một lúc lâu mà còn chưa lấy lại được tinh thần, trong lòng càng cảm thấy bức bối, gương mặt trầm xuống, lại dùng giọng uy nghiêm nói với Lâm Thụ Cường. Bí thư Âu Dương, điều này, tôi đến thông báo với chị, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến, nói rằng có chuyện muốn ngài đi qua một chuyến. Lâm Thụ Cường dù sao cũng không phải một cán bộ thanh niên ngu ngốc, kinh nghiệm nhiều năm trong quan trường đã sớm biến hắn thành một hòn đá cuội nhẵn bóng. Hắn trầm ngâm một lát rồi bày ra lý do như vậy. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Lâm Thụ Cường, xem ra đối phương đang biểu diễn rất khéo. Hắn cười thầm, muốn lừa dối tôi sao? Còn quá kém. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không muốn làm khó một vị chủ nhiệm văn phòng, như vậy là lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không hay. Thế là hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi nói. Bí thư Âu Dương, chị cứ bận rộn đi, tôi có chuyện còn chưa xử lý xong, khi nào xong sẽ gọi điện thoại cho chị. Khi thấy Vương Tử Quân đứng lên thì Âu Dương Dương cũng nhanh chóng đứng lên đưa tiễn. Bí thư Vương, khi nào tôi hẹn xong sẽ gọi điện thoại cho anh. Lâm Thụ Cường đi theo Âu Dương Dương tiễn chân Vương Tử Quân mà cảm thấy rất bức bối. Hắn là chủ nhiệm văn phòng cho Bí thư Âu Dương nhiều năm qua, hắn cũng chưa từng thấy vài lần Bí thư Âu Dương tự mình tiễn cấp phó ra cửa. Không ngờ tên khốn Vương Tử Quân làm cho hắn hận ngứa răng kia vừa đến công tác chưa được bao lâu đã chinh phục được Bí thư Âu Dương Dương. Vương Tử Quân đi đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn và cáo từ Âu Dương Dương, cũng không quên nhìn thoáng qua Lâm Thụ Cường, sau đó nói. Chủ nhiệm Lâm, dạo này anh công tác rất tốt, hơn nữa cũng xem như khá khổ cực. Sau đó Vương Tử Quân đi về phòng làm việc của mình, bộ dạng rất ung dung tự tại. Nhưng những lời của hắn trước khi đi lại làm cho Lâm Thụ Cường sinh ra cảm giác giống như người ta đang châm vào tai mình. Âu Dương Dương cũng không để cho Vương Tử Quân chờ lâu. Nửa giờ sau nàng đã gọi điện thoại đến nói rằng đã đặt phòng ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, sau khi tan tầm thì nàng và hắn sẽ đến tham gia. Âu Dương Dương nhiệm vụ hóa bữa cơm ngày hôm nay, giọng điệu nghe có vẻ rất tự tin, nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào thái độ của Giản Thuận Bình mà cảm thấy sự việc lần này sẽ không đơn giản như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, hắn cũng không lên tiếng, dù sao thì người thao túng bữa cơm này cũng chính là Âu Dương Dương, biết đâu nàng còn có chiêu thức gì khác. Vương Tử Quân tìm đọc vài văn kiện, hắn cảm thấy mình thật sự không có việc gì. Cuộc sống và công tác ở tỉnh đoàn khác biệt với dưới huyện, chỉ cần phân công chính xác là được, suốt ngày cũng không có nhiều việc. Không giống như dưới huyện, tuyến trên nói một câu thì bên dưới chạy mỏi chân, mỗi ngày đều phải trợn mắt đi làm việc, bận tối mặt tối mày, hoạt động như trong chóng, luôn rơi vào trạng thái làm không hết việc. Ánh mắt Vương Tử Quân chợt lóe lên, hắn không khỏi nhìn về phía tấm bản đồ treo trên tường. Ánh mắt chuyển về phía thủ đô. Bây giờ Mạc Tiểu Bắc đang tham gia một hạng mục nghiên cứu ở thủ đô, chỉ cần căn cứ vào tần suất gọi điện thoại của nàng thì biết tất cả cũng không quá thuận lợi. Vốn là Mạc Lão Gia tử định điều Mạc Tiểu Bắc đến công tác ở thành phố Sơn Viên,
nhưng vì Mạc Tiểu Bắc thích công việc của mình, thế là quyết định ở lại thủ đô. Vì quyết định này của mình mà Mạc Tiểu Bắc đã đặc biệt chạy từ thủ đô đến thành phố Sơn Viên vài ngày, xem như dùng hành động của mình để biểu đạt cảm giác áy náy với Vương Tử Quân. Với tính cách của Mạc Tiểu Bắc thì tất nhiên sẽ không chịu nói ra lời xin lỗi, thế nhưng căn cứ vào biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn của nàng thì Vương Tử Quân đã biết được tất cả. Vương Tử Quân nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc mà trong đầu lại có hàng loạt mối suy tư, một lát sau hắn lại nghĩ đến Tần Hồng Cẩm làm cho người ta tiêu hồn, lại quay sang Y Phong Chất Ngất, cuối cùng đến một Lâm Dĩnh Nhi thanh xuân động lòng người. Đúng lúc Vương Tử Quân đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là Tôn Trạch Hồng với nụ cười rạng rỡ. Bí thư Vương, anh thật sự rất an nhàn. Sau khi được thấy thủ đoạn của Vương Tử Quân thì số lần Tôn Trạch Hồng đến phòng làm việc của Vương Tử Quân càng nhiều hơn. Vương Tử Quân thấy Tôn Trạch Hồng đi đến thì vội vàng đứng lên, sau đó mời Bí thư Tôn ngồi xuống ghế salon. Bí thư Tôn, hôm nay sao anh lại có thời gian rảnh đến miếu nhỏ này của tôi? Có phải anh biết rõ tôi đây hương khói không thịnh nên đến bổ sung một chút không? Sau khi quen thuộc với Tôn Trạch Hồng thì Vương Tử Quân cũng thích nói vài lời vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục. Trong quan trường không có bao nhiêu lời với nội dung hoàn toàn chính xác và đúng đắn, nhưng những lời vui đùa lại có tác dụng kéo khoảng cách giữa hai người, điều này thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Tôn Trạch Hồng cười ha hả nói. Bí thư Vương, nếu chỗ này của anh hương khói không thịnh thì chỗ tôi và Bí thư Triệu sợ rằng sẽ là hai tên ăn mày đói bụng, sao anh lại không tìm đến Hóa Duyên? Nhưng thôi, ai bảo Bí thư Vương là người tốt số, hai ngày trước có một người bạn cũ đến biếu tôi hai bịch trà phổ nhị của Vân Nam, tôi thấy anh cũng là người thích trà, thế cho nên đến chia sẻ cùng uống kiếm nguồn vui. Tôn Trạch Hồng vừa nói vừa lấy ra một gói trà khá lớn và tinh xảo, hắn khẽ đặt lên mặt bàn trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng có chút nghiên cứu về trà, hắn mở túi ra, bên trong là một khối trà được ép lại như nghiên mực. Hắn căn cứ vào màu sắc và hương vị mà cho ra kết luận đây chính là trà phổ nhị thượng phẩm. Tôn Trạch Hồng sẽ không chạy đến tặng mình một bịch trà phổ nhị thượng phẩm một cách vô duyên vô cớ thế này. Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn cũng không vạch trần sự việc mà hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Đúng là trà ngon, dù chưa pha trà uống thử nhưng tôi cũng nhận biết được vài phần. Tôn Trạch Hồng thấy Vương Tử Quân thoải mái tiếp nhận thì tỏ ra rất thoải mái, hắn nói vài câu về trà đạo với Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, tỉnh đoàn chúng ta cũng cần phải xem xét lại các vấn đề về tài vật, cũng nên cho ra một chương trình chuyên biệt. Dù các đồng chí trong tỉnh đoàn đều là người có tố chất cao độ, thế nhưng dù thế nào cũng có hạn chế, dù sao cũng không bằng làm việc theo quy củ, có câu không có quy củ khó thành công được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý nghĩ của Tôn Trạch Hồng, hắn thường có thái độ giúp đỡ với các phương án kiến thiết xây dựng cơ quan, nếu nhìn thẳng vào các sự việc từng xảy ra thì đề nghị của Tôn Trạch Hồng là rất hay. Nhưng vừa rồi Lâm Thụ Cường giận dỗi chạy đến gặp mặt Âu Dương Dương, chỉ cần nhìn qua sự việc như vậy cũng biết là đề nghị của Tôn Trạch Hồng không đơn giản chút nào. Bí thư Tôn, đề nghị của anh thật sự mạnh như thác đổ, tuyệt đối có tính chiến lược, tôi cũng hiểu cần xây dựng một quy củ như thế. Hay là thế này? Đợi đến khi tổ chức hội nghị ban ngành, Bí thư Tôn ném đề nghị này ra, tôi nghĩ Bí thư Âu Dương cũng là người thông tình đạt lý, sẽ không phản đối. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói. Vương Tử Quân này đúng là quá xảo quyệt. Dù Tôn Trạch Hồng thật sự hiểu vài phần về Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này thấy Vương Tử Quân chỉ dùng vài lời đã đẩy sự việc lên đầu mình, Tôn Trạch Hồng cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Cũng may Tôn Trạch Hồng nói ra và nghe được lời phản hồi của Vương Tử Quân cũng xem như đạt được mục đích của mình. Anh có thể đứng ngoài chỉ trỏ nói này nọ, nói chồn kéo xe không nhanh, nhưng anh không ngáng chân thì xem như là quá tốt rồi. Tôn Trạch Hồng nghĩ như vậy mà cảm thấy bình tĩnh trở lại, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ nói nhăng nói cuội vài câu, sau đó cười ha hả rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đã dần tối. Vì đi cùng với Âu Dương Dương nên Vương Tử Quân cũng không ngồi trên xe của Thái Thần Bân, mà Leo lên chiếc xe Nissan Bluebird của Âu Dương Dương. Lâm Thụ Cường là chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, những chuyện này xảy ra cũng được Âu Dương Dương đưa theo. Lâm Thụ Cường ngồi ở vị trí tài xế thấy Vương Tử Quân đi đến thì không khỏi nhíu mày theo bản năng, Âu Dương Dương ngồi sau thấy Lâm Thụ Cường ngồi yên như không thì dùng giọng hung hăng nói một câu. Thụ Cường, sao càng ngày anh càng kém như vậy? Lâm Thụ Cường sợ nhất chính là tình cảnh lãnh đạo tỏ ra thất vọng về mình, đồng thời hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ nội dung lời nhắc nhở của lãnh đạo. Hắn thức thời xuống xe, tranh thủ mở cửa sau cho Vương Tử Quân.
Khi Vương Tử Quân ngồi vào bên trong thì hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Cẩm Viên Tinh cách tỉnh ủy không quá xa, Âu Dương Dương và Vương Tử Quân chỉ nói với nhau được vài câu trên xe thì phải bước xuống. Âu Dương Dương để Lâm Thụ Cường ở lại cửa chờ Giản Thuận Bình, nàng và Vương Tử Quân lại đi đến phòng đã đặt sẵn. Bí thư Vương, tửu lượng của anh thế nào? Âu Dương Dương ngồi vào vị trí của mình rồi quay sang hỏi Vương Tử Quân. Tửu lượng của Vương Tử Quân tất nhiên không tính là quá tốt, nhưng hôm nay hắn cũng xem như tình nguyện với bất cứ cái giá nào. Những năm nay muốn hoàn thành công việc cũng không dễ dàng gì, hôm nay Giản Thuận Bình giống như một ngân hàng đối với tỉnh đoàn, nếu như đối phương không ném tư nguyên của mình ra cho tỉnh đoàn sử dụng, chỉ sợ tất cả sẽ khó thể thành công, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Thế là hắn quay sang nói với Âu Dương Dương. Cũng không quá tốt, uống vài ly thì không có vấn đề. Nhưng cũng không sao, bí thư Âu Dương, hôm nay tôi vì mục tiêu công tác mà có thể anh dũng hiến thân. Âu Dương Dương nở nụ cười thỏa mãn vì thái độ của Vương Tử Quân, nàng dùng giọng hăng hái nói. Trường kỹ thuật của phòng lao động thương binh xã hội thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với trường nghề của chúng ta, tối nay dù Giản Thuận Bình là lô cốt ngoan cố thì chúng ta cũng phải đánh cho anh ta ngã xuống. Âu Dương Dương nói mang theo vài phần hương vị chém đinh chặt sắt. Tình huống này làm cho Vương Tử Quân phải nhìn hai bàn tay trắng của mình, trong lòng thầm cảm thán, tinh thần của phụ nữ thật sự quá mạnh mẽ. Vương Tử Quân dù biết sự việc không đơn giản như những gì Âu Dương Dương đang suy tính, thế nhưng lúc này hắn cũng không muốn dội một gáo nước lạnh lên đầu bí thư Âu Dương, hắn vội vàng tiếp lời và phụ họa. Đúng vậy, sự việc gì cũng do con người xử lý, bí thư Âu Dương, lần này chúng ta tranh thủ hết sức có thể là được. Hai bên nói chuyện với nhau giống như chuẩn bị sẵn mưu kế trước khi ra chiến trường, Vương Tử Quân dùng ánh mắt giống như chưa từng phát hiện ra trí tuệ cao độ để nhìn qua Âu Dương Dương. Dù người phụ nữ này bình thường có thái độ cực kỳ cố kỵ với mình, thế nhưng trận chiến hôm nay cũng là thật lòng, điều này ông trời có thể làm chứng. Khi hai người đang nói chuyện thì Lâm Thụ Cường ở bên ngoài gọi điện thoại đến, nói là đã thấy xe của Giản Thuận Bình. Âu Dương Dương tiếp nhận điện thoại rồi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó hai người đi ra ngoài. Nếu nói về cấp bậc thì Âu Dương Dương và Giản Thuận Bình là giống nhau, đều là cán bộ cấp giám đốc sở. Nhưng nếu bàn về thực quyền thì Âu Dương Dương thật sự thua kém Giản Thuận Bình, vì quyền lực của một lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội tỉnh khó thể so sánh với tỉnh đoàn. Âu Dương Dương đã thay đổi trang phục khi tan tầm, mặc một chiến sườn xám không tay, dáng người được biểu hiện đầy đủ, rất quyến rũ, cánh tay trắng ngần như ngó hành, bên ngoài lại được phủ một chiếc áo khoác hơi mỏng. Nàng vén mái tóc lên cao sau đầu, ngoài tư thái khôn khéo giỏi giang còn làm tăng lên vài phần quyến rũ. Vương Tử Quân đã quen nhìn hình tượng nghiêm trang của Âu Dương Dương trong trang phục công sở, hôm nay lại thấy một Âu Dương Dương khác xa thường ngày. Dựa vào ánh mắt với tiêu chuẩn khá cao của hắn, hắn cũng không thể không thừa nhận tối nay Âu Dương Dương thật sự xinh đẹp khó tưởng. Khi hai người đi ra đến đại sảnh, Giản Thuận Bình cùng hai người đàn ông trung niên đi vào. Âu Dương Dương là chủ, nàng nhanh chóng tiến lên nở nụ cười sáng lạn với Giản Thuận Bình. Trưởng phòng Giản. Hôm nay anh đại giá quang lâm thật sự làm cho tôi đây cảm thấy vinh hạnh. Khi thấy Giản Thuận Bình đi đến thì Âu Dương Dương thật sự rất biết cách bày ra tư thái giống như đã chờ đợi nơi đây từ rất lâu. Hai bên bắt tay giới thiệu một lúc, trên mặt Giản Thuận Bình cũng tràn đầy nụ cười. Vài người cùng đi vào phòng, đều ngồi xuống. Âu Dương Dương tự giới thiệu Vương Tử Quân cho các vị khách, nàng nói rất mạnh miệng, đây là trợ thủ của tôi đến từ huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân gật đầu phụ họa. Trong lòng thật sự không thoải mái. Ai cũng là người nghe tiếng nhạc sẽ biết lời bài hát, Âu Dương Dương giới thiệu như vậy chỉ có một ý nghĩ, chính là không phải khoe khoang về Vương Tử Quân, mà là đang tự cất nhắc chính bản thân mình. Vương Tử Quân là chư hầu một phương thì thế nào? Không phải đến làm thủ hạ dưới tay tôi sao? Hoặc là, một trợ thủ của tôi cũng là một vị chủ tịch huyện được cất nhắc lên. Sau khi ổn định tâm tình thì Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu, phụ nữ thường có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Mình cần gì phải so đo với nàng. Nhưng giọng điệu và nụ cười của Âu Dương Dương vào tối hôm nay cũng làm Vương Tử Quân sinh ra ý nghĩ khác, giống như nàng đã biến thành một người khác vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy người phụ nữ có danh xưng phụ nữ sắt kia thật sự có vài phần đẹp mắt. Hắn mỉm cười nghe Âu Dương Dương nói chuyện với khách, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Tất nhiên một hành vi mờ ám của Âu Dương Dương cũng được hắn nhìn ra, nàng vừa trò chuyện vui vẻ vừa không quên làm một vài công đoạn chuẩn bị. Khẽ giữ lại chiếc khăn lau tay của mình. Dù mọi người đến đây đều hiểu rõ mục đích của nhau, thế nhưng bọn họ cũng không vạch trần. Vì thế mà món ăn được dâng lên rất nhanh,
chỉ sau 10 phút đã có 8 món được dọn lên. Vì không bàn về việc công nên bầu không khí rất nhiệt liệt, dù là Âu Dương Dương hay là Giản Thuận Bình đều là những lão tướng trong các mâm tiệc, bọn họ nâng ly cạn chén thật sự rất hòa thuận. Giản Thuận Bình uống vào vài ly thì tỏ ra nhã nhặn hơn, hắn nhìn Âu Dương Dương, giọng nói ẩn giấu. Em Âu Dương, anh đây thật sự bội phục em rõ ràng xứng với đáng với danh hiệu Bạch Cốt Tinh. Mọi người nghe thấy lời trêu ghẹo của Giản Thuận Bình thì đều nở nụ cười, Giản Thuận Bình lại dùng giọng không chút hoang mang giải thích. Mọi người đừng cười, tôi nói Bạch Cốt Tinh cũng không phải là trong phim, tôi nói đến những người tinh anh trong thành phần trí thức, bọn họ được gọi là Bạch Cốt Tinh. Giản Thuận Bình nói cũng làm cho Âu Dương Dương nở nụ cười phối hợp. Anh Giản, có câu thế này, phụ nữ làm cho thế giới đẹp đẽ hơn, có phải vậy không? Giản Thuận Bình liên tục gật đầu. Đúng vậy, tối hôm nay không phải là em Âu Dương đã chứng minh điểm này rồi sao? Âu Dương Dương khẽ nở nụ cười, nàng nói một câu hai nghĩa. Thượng đế sáng tạo ra thiếu nữ, đàn ông lại sáng tạo ra đàn bà. Nhìn từ quan điểm này thì thế giới có bao nhiêu vẻ đẹp đều phải làm phiền đàn ông. Giản Thuận Bình nở nụ cười thoải mái, khen một câu, mà mọi người trên bàn rượu cũng nở nụ cười vì đề tài này. Âu Dương Dương đứng lên nâng ly rượu nói. Anh Giản, hôm nay em gái đây gặp chuyện khó xử, không biết anh là người làm anh có thể giúp đỡ một tay hay không? Nếu được thì em gái đây xin kính anh ba ly. Âu Dương Dương liên tục uống cạn ba ly rượu, gương mặt tinh xảo có thêm vài phần ửng đỏ. Tuy đã gần 40 nhưng lúc này nhìn qua thì thấy Âu Dương Dương giống như một cô gái đôi mươi mà thôi. Giản Thuận Bình vẫn nở nụ cười tươi vui, hắn bình tĩnh ngồi đó giống như một lão Phật gia. Sau đó hắn vung bàn tay mập mạp lên dùng giọng hào sảng nói. Em Âu Dương, em ngồi xuống nói chuyện, em đứng lên như vậy thì anh lại không thể nhìn rõ được. Giản Thuận Bình nói thế nhưng lại không có ý đứng lên. Vương Tử Quân nhíu mày, cũng không nói gì, dù sao cũng là tỉnh đoàn có việc cầu người ta, tư thái khó thể ngẩng cao đầu, điều này hai người Vương Tử Quân đã nhất trí từ trước rồi. Anh Giản, anh nói kìa, nếu nói về công tác thì anh là lãnh đạo của tôi, nếu nói về tuổi thì anh cũng tương đồng với anh tôi, bây giờ em kính rượu cho anh, nếu anh không uống thì cũng coi như xem thường đứa em này. Âu Dương Dương một tay cầm chai rượu một tay cầm ly rượu rồi vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt Giản Thuận Bình càng thêm sáng lạn, hắn cười ha hả nói. Em Âu Dương, em đã uống ba ly rượu, đừng nói thêm nữa, chỉ cần là chuyện của em, đại ca sẽ tuyệt đối xử lý nhanh gọn. Giản Thuận Bình nói xong thì vẻ mặt Âu Dương Dương có hơi lạnh lẽo, dựa vào trí thông minh của nàng, tất nhiên nàng sẽ hiểu Giản Thuận Bình sảng khoái đồng ý nhưng thực tế lại quy định phạm vi hoạt động của mình. Chương 379, đàn ông 41 là hoa, phụ nữ 41 là bã đậu. Âu Dương Dương dọn sạch những gì ở trước mặt, sau đó nàng đặt ba chiếc ly xuống, rót đầy rượu vào chúng. Ba chiếc ly này là loại đế cao bụng lớn, thật sự chứa được khá nhiều rượu, nàng xếp nó thành hàng rồi sảng khoái nói. Anh Giản, trên bàn rượu chú ý một chữ tình, câu cửa miệng chính là tình cảm trên hết, hôm nay em à anh Giản dùng hành động để chứng tỏ tình cảm. Sau đó lại qua vài vòng rượu, bầu không khí trên bàn đã nhiệt liệt hẳn lên. Vương Tử Quân cũng nhận ra hiệu quả khi Âu Dương Dương mời Giản Thuận Bình ba ly rượu vừa rồi, vì nàng có vẻ càng thêm quyến rũ, trong khi Giản Thuận Bình thì phấn khởi hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hẳn lên. Người phụ nữ Âu Dương Dương này quá thông minh, tất nhiên khi thấy rõ tình cảnh này thì nàng sẽ nhanh chóng giới thiệu hiện trạng trường nghề thanh niên cho Giản Thuận Bình, đồng thời cũng không quên nói ra vài lời nịnh hót. Tất cả những gì đã diễn ra không khỏi làm cho Vương Tử Quân cực kỳ bội phục Âu Dương Dương, nói một câu dễ nghe thì bí thư Âu Dương thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khi thấy Âu Dương Dương uống nhiều rượu như vậy thì ý nghĩ đầu tiên của Vương Tử Quân là muốn cản lại, thế nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã đổ rượu vào bụng. Loại ly lớn kia thật sự làm cho Vương Tử Quân chóng mặt mơ hồ nhưng lại không có vấn đề với Âu Dương Dương. Lúc này rượu giống như là một thứ gì đó rất tốt làm cho một Âu Dương Dương ngày thường không nói không cười chợt vui vẻ sống động, tất cả tài trí đều được phát huy đến tận cùng. Âu Dương Dương uống cạn ba ly trước mặt mọi người, mỗi khi uống hết một ly thì nàng lại dốc ngược lên, không còn một giọt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của nàng mà không khỏi phục sát đất. Có một chi tiết nhỏ mà hắn được biết, trước đó Âu Dương Dương đều nhổ rượu xuống ướt chiếc khăn bên dưới thảm, nàng uống say thì sẽ khó thể xử lý được chuyện lần này. Nàng cũng không thể say, thế cho nên đám người Giản Thuận Bình thật sự khó tránh khỏi tình huống say đến mức người ngã ngựa đổ. Bí thư Âu Dương thật sự là uống quá tốt,
nếu em đã sảng khoái như vậy thì anh giản đây còn gì để nói nữa. Được, nâng ly, tôi và em Âu Dương cùng uống. Giản Thuận Bình lúc này cũng đã đứng lên, hắn nâng ly rượu cùng với Âu Dương Dương, sau đó uống cạn. Tốt, Phi Biểu đặt lòng biết ơn với anh giản, bây giờ em kính ngài một ly. Âu Dương Dương còn chưa dứt lời thì đã nâng một ly nữa lên uống cạn. Khi thấy Âu Dương Dương uống một hơi 5 ly rượu thì GTB không khỏi cảm thán cô em trước mặt có tửu lượng quá tốt, thế là mở miệng nói. Xem ra bí thư Âu Dương cũng không đơn giản, là một người phụ nữ có địa vị cao, còn có năng lực, có tướng mạo, có tửu lượng, lại còn khá trẻ, vì vậy tương lai là khó thể dự đoán, thật sự là châu báu. Âu Dương Dương cũng tranh thủ tiếp lời. Nào có, nào dám, phụ nữ dù giỏi đến mấy cũng chỉ là nửa bầu trời. Nói cho cùng cũng không thể nào thoát khỏi sự trợ giúp của cánh đàn ông. Hai vị cán bộ trung niên của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đi theo GTNB. Cũng không khỏi nở nụ cười mập mờ, một người nở nụ cười nói. Còn không phải sao, nếu không có sự giúp đỡ của đàn ông thì phụ nữ giống như một đóa hoa bị chặt đứt rễ, sẽ héo tàn theo thời gian. Giản Thuận Bình nghe thấy vậy mà nở nụ cười ha hả, hắn lớn tiếng nói. Như vậy chúng ta không phải là ánh mặt trời rồi sao? Tôi đây cũng tình nguyện làm ánh mặt trời chiếu rọi cho một đóa hoa như em Âu Dương đây. Mọi người cùng cười lớn, đều tự tìm được khoái cảm của mình. Vương Tử Quân nhìn biểu cảm của mọi người, hắn biết rõ các vị khách hôm nay xem ra đã uống rượu thật sự tận hứng. Giản Thuận Bình không tự chủ được nói về kinh nghiệm phấn đấu của mình, Âu Dương Dương thì chăm chú lắng nghe, chốc chốc còn bình vào vài câu. Thật sự khó có được, không đơn giản, không ngờ anh Giản cũng trải qua nhiều tang thương như vậy. Thật sự là ứng với câu nói bảo kiếm cũng phải được rèn ra, cũng phải trải qua đủ mọi hoàn cảnh tôi luyện. Vương Tử Quân nhớ đến ba giai đoạn trên bàn rượu, thứ nhất là nói lời ngon ngọt, thứ hai là những lời hùng hồn, thứ ba là nói loạn xạ, xem ra bây giờ bọn họ đang đi vào giai đoạn thứ ba. Hắn cảm thấy bữa tiệc hôm nay tốt đẹp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều, chủ yếu là vì khách mời cảm thấy thú vị. Xem ra chỉ sau vài vòng rượu thì Giản Thuận Bình đã bị Âu Dương Dương đánh nát phòng tuyến. Cũng không thể không tỏ ra buông lòng. Vương Tử Quân đi vào nhà vệ sinh một chuyến, khi quay lại phòng thì thấy được một chi tiết không nên thấy, Giản Thuận Bình đang đặt bàn tay mập của mình lên đùi Âu Dương Dương. Hôm nay Âu Dương Dương mặc sườn xám, lại xẻ tà rất cao, dù hai người đang cười cười nói nhưng Vương Tử Quân cũng cảm nhận được hương vị của nó. Dù biết nguyên nhân là vì ai cũng đã uống rượu, thế nhưng dù là thế nào thì hành vi dung túng kia cũng khó thể nào xảy ra được. Lúc kết thúc thì Giản Thuận Bình đã ăn nói mơ hồ, hắn dùng một tay nắm lấy bàn tay của Âu Dương Dương, bàn tay kia vỗ lên cánh tay trắng nõn của Bí thư Âu Dương rồi nói. Bí thư Âu Dương, em Âu Dương, anh đã lâu chưa từng được thả lỏng thế này, hy vọng sau này còn cơ hội được uống rượu với em như hôm nay. Sau đó Giản Thuận Bình nắm chặt lấy bàn tay của Âu Dương Dương mà không muốn buông ra. Âu Dương Dương cười tủm tỉm gật đầu, vẻ mặt rất tán thành, trong miệng lại dùng giọng uất ức nói. Anh Giản, dù sao thì anh cũng nắm quyền, chuyện em cầu anh liệu có nắm chắc không? Không có vấn đề, em An Dịch dù có yêu cầu gì, anh đây quay về cũng sẽ nói một câu, không có vấn đề. Anh đồng ý, bao em thỏa mãn. Giản Thuận Bình sảng khoái đồng ý, lại đưa tay cầm lấy bàn tay của Âu Dương Dương không biết đã rút ra từ khi nào, hắn liên tục xoa nắn. Âu Dương Dương tối thiểu cũng nói thêm 10 lời cáo biệt, 20 lần cảm tạ, 30 lần hy vọng, sau đó mới ra khỏi phòng. Giản Thuận Bình rõ ràng đã uống quá say, đi lại loạn choạng, hắn vừa đi vừa tranh thủ quay đầu nhìn Âu Dương Dương. Em Âu Dương, khi nào muốn thì gọi điện thoại cho anh sẽ tiếp đái em chu đáo, không say không về. Âu Dương Dương cũng không quên gật đầu phối hợp. Vương Tử Quân cảm thấy Âu Dương Dương cũng có vẻ đứng không vững, hắn muốn tiến lên nâng đỡ, nhưng Âu Dương Dương cũng biết được ý nghĩ của hắn, nàng vung tay nói mình không có vấn đề. Nói chung vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng nên hắn cũng chỉ đứng sau lưng nàng, đề phòng bất trắc. Xe của Giản Thuận Bình chạy đến, lái xe đỡ Giản Thuận Bình vào trong xe. Lúc này Âu Dương Dương lại tiến lên một bước, nàng đưa tay vào trong cửa sổ và trưởng phòng Giản lại đưa tay ra, tình huống này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy líu lưỡi, thế là không khỏi tiến lên kéo Âu Dương Dương đứng xịch ra. Vương Tử Quân biết lúc này Âu Dương Dương thật sự rất say, hắn vội vàng đỡ lấy nàng. Phất tay cho xe đi qua. Âu Dương Dương cũng không chịu ngồi xe, nàng đi về phía trước với bộ dạng siêu vẹo. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm với Vương Tử Quân. Tôi không đi xe, tôi muốn tản bộ. Bí thư Vương, anh có thể đi tản bộ với tôi chứ?
Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn quay sang nói với Lâm Thụ Cường. Mọi người nghe thấy gì chưa? Các anh về nhà bí thư Âu Dương trước đi, tôi còn phải đi tản bộ với chị ấy. Lâm Thụ Cường cũng ngầm hiểu câu nói của Vương Tử Quân, hắn tranh thủ phối hợp với Vương Tử Quân đưa Âu Dương Dương vào trong xe. Âu Dương Dương ngồi trong xe vẫn liên tục nói ra đủ mọi lời mơ hồ. Các anh đừng tưởng tôi uống say, thật ra tôi biết rất rõ, tốt xấu gì hôm nay chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân thật sự có chút không đành lòng, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa. Đúng, đúng vậy, chỉ cần chị ra tay thì tất cả đều thành công. Đám người cứ phải lên tiếng phụ họa Âu Dương Dương theo kiểu như vậy, cuối cùng cũng đưa bí thư Âu Dương về đến nhà. Đây là một khu dân cư nổi tiếng thành phố Sơn Viên, là những ngôi biệt thự riêng biệt. NSNG khi Vương Tử Quân đỡ Âu Dương Dương vào nhà thì lại sinh ra cảm giác nặng nề. Trong nhà trang sức huy hoàng, bố cục mơ hồ biểu hiện sự phú quý nhưng đặt mình vào bên trong lại sinh ra cảm giác không hay, thật sự giống như không chút khói lửa và hơi ấm. Âu Dương Dương mở tủ rượu lấy ra một chai rượu Tây, lại nói. Đến đây, chúng ta uống tiếp. Bí thư Vương, hôm nay chúng ta liên lạc cảm tình, không nói đến chuyện công tác. Vương Tử Quân vội vàng cướp lấy chai rượu của Âu Dương Dương, sau đó nói lớn. Bí thư Âu Dương, chị không nên uống nữa. Âu Dương Dương thật sự không thuận theo, lại dùng giọng mơ hồ nói. Tôi không sao, tôi còn chưa uống say. Tiểu Vương, đừng gọi tôi là bí thư Âu Dương, tôi không thích làm bí thư của anh, gọi là chị thì được. Người nhà đều gọi tôi là Dương Dương. Vương Tử Quân vội vàng nói. Tôi biết rồi, bí thư Âu Dương, không. Chị Dương Dương, tên của chị rất dễ nghe, cũng rất trẻ trung. Âu Dương Dương cười khanh khách nhìn Vương Tử Quân, nàng uống cạn ly rượu trong tay rồi trừng mắt nói. Tôi còn trẻ sao, đàn ông 40 là một đóa hoa, phụ nữ 40 lại là bã đậu. Phụ nữ thường rơi vào tình cảnh như vậy, khi còn trẻ thì giống như chơi bóng rổ, ai cũng muốn tranh cướp, đến khi về già lại hận không thể cho một đạp biến đi nơi khác. Âu Dương Dương nói rồi nước mắt không khỏi chảy tràn xuống má. Vương Tử Quân thấy tình thế như vậy thì vội vàng lấy khăn tay đến đưa cho nàng, lại cẩn thận hỏi. Bí thư Âu Dương, không, chị Âu Dương, chị không có chuyện gì đấy chứ. Âu Dương Dương cười rộ lên, nước mắt hòa vào nụ cười, ngay sau đó gương mặt đã giống như mặt mèo, giống như một đứa trẻ không có gì kiêng kỵ. Tư thái này làm cho tuổi thật của nàng được biểu hiện rõ ràng, làn da đã lỏng, túi mắt cũng đầy hơn, nhưng hắn lại cảm thấy lúc này nàng đáng yêu hơn so với thường ngày. Vương Tử Quân lên tiếng. Bí thư Âu Dương, hôm nay chị đã bất cứ giá nào vì công tác, bây giờ xem như tôi hiểu rõ vì sao tỉnh đoàn lại có danh tiếng như vậy, rõ ràng không thể nào thoát ly khỏi sự lãnh đạo tài tình của chị. Âu Dương Dương không khỏi lớn tiếng. Không, không, anh nghĩ sai rồi, tôi không phải như thế. Tôi quan tâm đến công tác vào lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tôi cũng muốn có một gia đình với người chồng làm chủ, nhưng tôi lại thật sự không may ở phương diện này. Chồng tôi là một người nhẫn tâm. Âu Dương Dương cúi đầu xuống bàn rồi khóc lớn, điều này làm cho Vương Tử Quân luống cuống tay chân, trước nay hắn chưa từng nhìn thấy biểu hiện bất lực như vậy của Âu Dương Dương. Thế là hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khẽ khuyên nhủ. Bí thư Âu Dương, ngài cũng đừng khóc nữa. Nhưng lúc này Âu Dương Dương đã bị men rượu đánh ngã, tất cả tâm sự đóng băng trong lòng lúc này giống như một con đập bể nước, liên tục tràn ra ngoài với xu thế khó ngăn cản. Vương Tử Quân chậm rãi lắng nghe, thì ra hôn nhân của người phụ nữ này chỉ là danh nghĩa mà thôi. Người phụ nữ lãnh đạo này nhìn qua thì có vẻ xinh đẹp giỏi giang, cũng là người phục tùng chồng tuyệt đối, thậm chí nghe nói chồng có nhân tình ở bên ngoài cũng chỉ nén giận cho qua. Không ngờ người phụ nữ kia lại quá kiêu ngạo, tìm được đến tận nhà, dùng giọng đường hoàng ép Âu Dương Dương tranh thủ thời gian để thoái vị. Âu Dương Dương đau đớn khóc lóc một lúc rồi quyết định ngã bài với chồng, nhưng chồng nàng lại nói hai bên đều đã biết tất cả. Hai người vì con cái mà không ly hôn, chỉ cần không can thiệp vào chuyện của nhau là được. Lời này của chồng làm cho nàng tuyệt vọng đến cực điểm, thế là chạy ra đường như một con điên, kết quả là xảy ra tai nạn xe. Sau thời gian nằm ở bệnh viện thì nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng cứ như vậy sẽ không thể nào cứu vãn được sự việc đang diễn ra, thế là nàng bắt đầu phấn đấu, cố gắng làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Tại sao tôi phải làm một người phụ nữ mạnh mẽ? Tôi không muốn làm. Tôi chỉ muốn làm vợ của anh ấy, làm mẹ của bọn trẻ, vấn đề là anh ta không cho tôi quyền lợi như vậy, anh ấy đã từ bỏ tôi. Âu Dương Dương cuối cùng cũng khóc đến mức suy sụp,
nàng nhào vào nhà vệ sinh nôn mửa điên cuồng, sau đó gục xuống giống như đã thật sự kiệt sức. Vương Tử Quân đưa nàng vào phòng, nàng nhanh chóng cuộn mình lại như một con mèo con đáng thương. Hắn đi ra ngoài rót cho nàng một ly nước rồi khẽ đóng cửa lại. Vương Tử Quân vội vàng rời khỏi khu dân cư, hắn gọi điện thoại cho Lâm Thụ Cường, để thông báo cho lái xe đến đón. Thật ra Vương Tử Quân hoàn toàn có thể bắt xe taxi, nhưng hắn có hơi say, đồng thời hắn đưa bí thư Âu Dương về nhà, hắn không thể nào chứng minh mình có rời khỏi chỗ này hay không. Hắn gọi điện thoại chủ yếu để cho Lâm Thụ Cường thấy rõ sự việc là thế nào, cũng tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Lái xe nhanh chóng chạy đến, sau đó đưa Vương Tử Quân về khu ký túc xá tạp chí Thanh Niên. Khi xuống xe, Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm nói. Tiểu Tôn, sáng mai cậu đến đón bí thư Âu Dương, tiện đường có thể mua thức ăn sáng cho chị ấy. Lái xe Tiểu Tôn có chút bất ngờ vì lời căn dặn của Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi suy xét cẩn thận thì lại hiểu rõ vấn đề, đây rõ ràng là bí thư Vương muốn tốt cho mình, thế là hắn không khỏi nở nụ cười nói. Vâng, tôi nhớ kỹ, bí thư Vương. Vương Tử Quân khoát tay với lái xe, xe nhanh chóng chạy đi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn nhìn chằm chằm vào Trúc Nghiêm Dương, lúc này vẻ mặt Trúc Nghiêm Dương có hơi tái. Anh nói thật sao? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, cố gắng áp chế tức giận để hỏi Trúc Nghiêm Dương. Bí thư Vương, nếu như anh không tin thì có thể tự mình đi điều tra, anh đi sẽ biết đám giảng viên mà phòng lao động thương binh xã hội đưa đến cho chúng ta có trình độ gì. Mỗi người đều đưa ra bằng cấp cao nhưng mỗi người có bao nhiêu học vấn thì chỉ có quỷ mới biết được. Chưa nói đến chuyện không có học vấn, đám người này lại cứ như ông nội người ta, thật sự khó hầu hạ. Trúc Nghiêm Dương vừa nói vừa lấy trong cặp ra một sấp hóa đơn, hắn đặt xuống bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó thở hồng hộc nói. Bí thư Vương, đây là hóa đơn mà các vị giáo sư bắt chúng tôi chi trả trong hai ngày qua, còn bà nó, ngay cả mua tất chân cũng phải trả tiền. Vương Tử Quân cũng không xem qua sấp hóa đơn của Trúc Nghiêm Dương. Dù hắn loáng thoáng cảm thấy Giản Thuận Bình sẽ không vì vài ly rượu của Âu Dương Dương mà vui vẻ hợp tác nhưng cũng không ngờ sự việc lại xảy ra theo chiều hướng như vậy, lại phái vài tên giáo sư đầu óc trống rỗng đến gây chuyện. Được rồi, anh về trước đi, chuyện này không cần anh phải xen vào, tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ nhanh chóng cho anh câu trả lời thuyết phục. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Trúc Nghiêm Dương. Trúc Nghiêm Dương nhìn gương mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh của Vương Tử Quân. Hắn vốn định cáo từ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Bí thư Vương, dựa theo yêu cầu của anh, tôi đã bắt đầu nhân vào những công nhân bị cho nghỉ việc. Bây giờ đã có hơn 200 người báo danh, nếu như không có giảng viên đến chỉ dạy, sợ rằng sự nghiệp dạy nghề cho thanh niên công nhân của chúng ta sẽ bị phá sản. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tỏ ý cho Trúc Nghiêm Dương rời đi. Hắn khẽ châm một điếu thuốc, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ. Xem ra trước mắt căn bản không thể hợp tác với trường kỹ thuật của phòng lao động thương binh xã hội, hắn chỉ có thể chọn con đường khác. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Vương Tử Quân lên tiếng, thư ký Trung Địch Hồng mặc một bộ trang phục công sở màu trắng đi vào trong phòng, giọng điệu của nàng có chút dồn dập. Bí thư Vương, bí thư Âu Dương mời ngài đi qua. Âu Dương Dương tìm mình sao không gọi điện thoại, Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt gấp gáp của Trung Địch Hồng, hắn thầm nghĩ. Không phải Trúc Nghiêm Dương tìm báo cáo công tác cho mình rồi lại tìm đến Âu Dương Dương đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì lúc này tâm tình của Âu Dương Dương sẽ rất bức bối. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn vừa cùng đi với Trung Địch Hồng đến phòng làm việc của Âu Dương Dương vừa khẽ hỏi. Tiểu Trung, có chuyện gì xảy ra? Hình như có liên quan đến chuyện xây trường tiểu học. Trung Địch Hồng dùng giọng dồn dập nói, sau đó lại đi về phía phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm. Khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Âu Dương Dương thì phát hiện bên trong ngoài Hoắc Tương Nhiễm thì các thành viên ban ngành đều đã đến đầy đủ. Lúc này dù là Âu Dương Dương, Tôn Trạch Hồng hay Triệu Nguyên Cố đều tỏ ra cực kỳ bức bối. Bí thư Âu Dương, có chuyện gì xảy ra sao? Hoắc Tương Nhiễm theo sau Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Âu Dương Dương, hắn vừa vào cửa đã dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Ngày hôm qua chúng ta phái đồng chí xuống xem xét rót tiền xây trường ở huyện Động Luân. Hai vị cán bộ này vì có bất hòa với địa phương, vì bất hòa ngôn ngữ mà đánh gãy mũi một đồng chí của xã Hào Gia Câu. Bây giờ xã Hào Gia Câu yêu cầu chúng ta phái người xuống đón đồng chí kia về. Âu Dương Dương ngồi xuống ghế rồi trầm giọng nói. Phái người đi điều tra mà xung đột với cán bộ xã, lại đến mức độ đánh người.
Dù là Vương Tử Quân nghe được tin này thì cũng không nhịn được phải sững sờ. Đây là có chuyện gì? Vương Tử Quân thấy chuyện ở huyện Động Luân căn bản là nhỏ nhặt, thế nên trước đó cũng không quan tâm. Sau khi Âu Dương Dương phái hai đồng chí văn phòng xuống thì hắn cũng không hỏi qua, bây giờ sao lại thành ra như vậy? Tiểu Ngô, các người sao lại phát sinh xung đột với cán bộ xã? Hoắc Tương Nhiễm đảo mắt, ánh mắt rơi lên người một vị cán bộ trẻ tuổi cách đó không xa, hắn nhịn không được phải trầm giọng hỏi. Tiểu Ngô này chưa đến 30 tuổi, trên gương mặt hình cầu lúc này đã đổ đầy mồ hôi. Rõ ràng hắn chưa từng được thấy các vị lãnh đạo nổi giận như vậy, bây giờ thấy Hoắc Tương Nhiễm lên tiếng thì vội vàng nói. Tổ trưởng Hoắc, đám cán bộ xã rõ ràng là bịa chuyện, nói rằng tiền của chúng ta đã được bọn họ tách ra tu bổ cho hơn 20 trường trong xã, sự thật là bọn họ chẳng làm gì cả. Hà Hồng Cường cũng vì quá tức giận nên mới ra tay đánh người. Dù Tiểu Ngô nói có chút dứt quảng nhưng ý nghĩa lời nói là thế nào thì Vương Tử Quân cũng hiểu đại khái, xem ra xã có hiểm nghi tham ô tiền xây dựng trường học. Nhưng người của tỉnh đoàn đánh người cũng thật sự không hay. Kẻ lừa gạt thì trở thành có lý sao, còn dám bắt giữ người đến kiểm tra, đúng là quá kiêu ngạo. Bí thư Âu Dương, chuyện này chúng ta không thể nào bỏ qua như vậy được. Hoắc Tương Nhiễm cũng không phải là người ngu, sau khi biết rõ sự việc từ đầu đến cuối thì nổi giận nói với Âu Dương Dương. Hoắc Tương Nhiễm vừa nói như vậy thì Triệu Nguyên Cố đã lên tiếng đồng ý, dù hai người này bình thường căn bản không bao giờ hợp nhau. Thế nhưng bây giờ thấy người ngoài ức hiếp người trong đơn vị của mình, ngược lại trở nên đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Đúng, Bí thư Âu Dương, chuyện này chúng ta cần phải quan tâm cao độ, cần phải dạy cho đám người tùy tiện kia một bài học, nếu không thì địa phương khác cũng noi theo, như vậy thì tỉnh đoàn chúng ta cũng đừng hòng triển khai mở rộng công tác. Tổng cộng có 5 thành viên ban ngành nhưng bây giờ đã có 2 người đồng ý phương pháp cứng rắn, như vậy trên cơ bản sự việc đã được quyết định. Nhưng chuyện này nếu xử lý theo phương pháp cứng rắn thì cũng khó, dù sao thì Tiểu Ngô cũng là người ra tay trước, nếu càng làm lớn chuyện thì Âu Dương Dương cũng phải chịu áp lực rất lớn. Gương mặt Âu Dương Dương trở nên căng cứng, trong lòng càng có khuynh hướng nghiêng theo ý kiến của Hoắc Tương Nhiễm. Nàng vốn rất tức giận vì chuyện tiền chuyển xuống nhưng không được sử dụng đúng như ý muốn, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, thế là trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng kinh nghiệm tham chính nhiều năm vẫn nhắc nhở nàng cần phải ổn định. Dù là bất kỳ hành vi liều lĩnh nào cũng phải trả một cái giá lớn. Nếu báo lên cho Ủy ban kỷ luật điều tra, Âu Dương Dương biết dù có kết quả gì, dù tất cả căn cứ có lợi đều nghiêng về phía mình, như vậy nàng là một bí thư tỉnh đoàn cũng sẽ để lại ấn tượng công tác bất lực cho lãnh đạo tỉnh ủy. Ấn tượng của lãnh đạo rất quan trọng, đặc biệt là đối với những cán bộ cần thành tích để tiến lên như Âu Dương Dương, nếu có thành tích mà lãnh đạo không biết thì cũng không sao, nhưng nếu anh làm phát sinh vấn đề mà lãnh đạo biết được, như vậy tổn thất phải gánh chịu là khó thể nào chữa trị được. Làm lãnh đạo, vào lúc đề bạt cán bộ thường chọn những người có thể làm việc, có thể công tác mà không phải loại thích gây chuyện, không phải loại người thích chọc phiền toái, không phải loại người thích làm bậy để cho lãnh đạo phải đi xử lý. Chương 380, tìm hiểu vạn tuế. Âu Dương Dương do dự mãi, cuối cùng cũng khẽ cắn răng cho ra quyết đoán, đó là chuyện này chỉ đến tỉnh đoàn là dừng lại. Khi nàng chuẩn bị tuyên bố quyết định của mình thì lại nghe Vương Tử Quân mở miệng. Bí thư Âu Dương, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, tôi thấy chúng ta cũng không thể ngồi nghe tin tức của một bên, nếu như chúng ta thật sự oan uổng người ta, như vậy nói lời xin lỗi cũng là hợp tình hợp lý. Thông qua tiếp xúc thì Âu Dương Dương biết Vương Tử Quân không phải là người sợ phiền phức, nhưng lúc này nghe thấy hắn dùng giọng điệu chặt chẽ như vậy để đối phó với sự kiện này, trong lòng nàng chợt khẽ động. Vương Tử Quân nói rất đúng. Không biết rõ chân tướng sự việc thì sao có thể cho ra quyết đoán. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ sự việc, như vậy mới có thể tiến thối tự nhiên, nếu náo loạn đến tỉnh ủy thì sẽ không còn nằm trong tầm khống chế của mình nữa rồi. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt Âu Dương Dương rơi lên người Tôn Trạch Hồng, nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn sang Vương Tử Quân. Không biết từ lúc nào thì địa vị của Vương Tử Quân trong lòng nàng đã tiến lên ngang bằng với Tôn Trạch Hồng. Bí thư Vương, anh nói cũng rất đúng. Vậy anh có lòng tin đến huyện Động Luân xem xét sự việc không? Âu Dương Dương cũng không chờ người khác lên tiếng, nàng quay sang hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng muốn xem huyện Động Luân kia rốt cuộc là làm gì với số tiền dùng để tu sửa trường học để rồi hai bên rơi vào tình trạng khó giải quyết sự việc như thế này. Sau khi nghe được câu hỏi của Âu Dương Dương thì hắn cũng không từ chối, hắn sảng khoái đồng ý. Tôi cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí, bí thư Âu Dương cho tôi cơ hội. Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Âu Dương Dương thấy Vương Tử Quân đồng ý thì trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó nàng nói thêm vài chuyện với nhóm người Vương Tử Quân, cuối cùng kết thúc hội nghị. Bí thư Vương, tôi cảm thấy lần này tôi đến huyện Động Luân là phù hợp hơn. Khi Tôn Trạch Hồng vừa mới cất bước rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Dương, Hoắc Tường Nhiễm đứng sau lưng Triệu Nguyên Cố chợt quay đầu sang nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Hoắc Tường Nhiễm, Âu Dương Dương cũng hiểu rất rõ. Âu Dương Dương trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Hoắc Tường Nhiễm. Tổ trưởng Hoắc, chẳng lẽ anh đang nghi vấn quyết định của hội nghị ban ngành sao? Hoắc Tường Nhiễm cười cười không trả lời câu hỏi của Âu Dương Dương, hắn lạnh giọng nói. Tôi sẽ chờ Bí thư Vương chiến thắng quay về, đến lúc đó sẽ mở tiệc đón chào ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, cũng không biết anh có đến uống rượu hay không thôi. Hoắc Tường Nhiễm nói xong thì xoay đầu đi ra ngoài cửa, rõ ràng hắn có thái độ không ủng hộ với Vương Tử Quân, càng không cho rằng Vương Tử Quân sẽ xử lý tốt vụ này. Khi Hoắc Tường Nhiễm bỏ đi thì bầu không khí trong phòng làm việc của Âu Dương Dương càng thêm ngưng trọng, ánh mắt Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố đều nhìn về phía Vương Tử Quân, nhưng không ai lên tiếng. Âu Dương Dương há hốc mồm nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào về phía Hoắc Tường Nhiễm, nàng chỉ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng áy náy nói. Bí thư Tử Quân, anh Hoắc nhân phẩm rất tốt nhưng lại có một tật xấu như vậy, mọi người đều là cộng sự với nhau, nào có chuyện nói tốt cho người ngoài. Anh đừng để trong lòng. Vương Tử Quân khẽ cười với Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, chị cũng đừng nói như vậy, chuyện này tôi lại ghi khắc trong lòng. Bí thư Hoắc muốn mời khách, nếu tôi quên thì chẳng phải các vị sẽ mất đi cơ hội tiếp khách sao? Vương Tử Quân nở nụ cười điềm nhiên như không. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho đám người Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cảm thấy sững sốt. Bọn họ không ngờ Vương Tử Quân lại ứng chiến gọn gàng dứt khoát như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng tự nhiên bình tĩnh như thế giống như đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù chuyện này đã quá rõ ràng, thế nhưng mình xuống địa bàn của người ta, nếu muốn làm rõ sự việc thì nào có phải là dễ dàng. Không ngờ hôm nay Vương Tử Quân lại đứng trước mặt mọi người, lại dùng giọng trịnh trọng nói sẽ điều tra ra kết quả. Hơn nữa kết quả này sẽ còn làm cho mọi người phải tâm phục khẩu phục. Mọi người tất nhiên có cả Hoắc Tường Nhiễm, nếu thật sự điều tra ra kết quả rõ ràng thì xem như Vương Tử Quân đã tự làm quảng cáo cho mình, chưa nói xử lý được sự việc, còn đề cao địa vị của mình trong mắt Âu Dương Dương. Huyện Động Luân ở phía tây bắc của thành phố Sơn Viên, là một huyện thuộc thành phố Tín Tử, địa thế nơi này giống như huyện Lô Bắc, núi nhiều đất ít, thu nhập của nông dân không quá cao. Đoàn người Vương Tử Quân cũng không đi qua thành phố Tín Tử mà trực tiếp đi đến huyện Động Luân. Đối với hành động lần này thì Vương Tử Quân cũng không muốn cải trang đi tìm hiểu, hắn công khai thông báo cho huyện Động Luân. Huyện Động Luân có biểu hiện cực kỳ nhiệt tình với đám người Vương Tử Quân, không những là chủ tịch huyện Trịnh Hồng Kỳ tự mình đến tiếp đãi, lúc bày tiệc tiếp đón còn mặt bí thư huyện ủy. Bí thư Vương, chuyện này nói ra cũng trách cán bộ của chúng tôi công tác không tốt, đáng lý ra chúng tôi phải dựa vào nguyên tắc tiền nào việc đó. Số tiền kia phải dùng để tu sửa trường học ở Hào Gia Câu, nhưng bàn tay đều là thịt, bọn họ là cán bộ xã, cũng là quan đứng đầu một phương, cũng có ý nghĩ tạo phúc cho cả địa phương. Nếu như số tiền kia chỉ dành cho thôn Hào Gia Câu, như vậy những đứa trẻ ở các thôn khác cũng vẫn phải học ở trường suy sụp rách nát. Càng nhiều càng ít, bọn họ đã muốn xử lý thật công bằng, vì thế mà số tiền tỉnh đoàn chuyển xuống đã được làm cơm mời tập thể, chuyển xuống đồng đều cho các trường trong xã. Bữa tiệc chiêu đãi nhóm Vương Tử Quân được thiết lập ở nhà khách huyện ủy, Trịnh Hồng Kỳ đã uống có chút men say bắt đầu lên tiếng tố khổ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn một đống bừa bộn trên bàn, hắn cười nhạt một tiếng nói. Chủ tịch Trịnh, chúng tôi hiểu tình huống anh nói, chỉ cần sự việc đúng như những gì anh nói, sau khi quay về tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo đúng sự thật, tuyệt đối không để cho các vị cán bộ xã vì dân chịu uất ức. Bí thư Vương, anh nói rất đúng. Có những lời này của anh, đám cán bộ cơ sở chúng tôi cho dù cúc cung tận tụy vì dân đến chết cũng đáng. Trịnh Hồng Kỳ kích động đứng lên, hắn nâng ly lên nói. Bí thư Vương, tôi mời anh một ly. Ly này anh nhất định phải uống, tôi đại biểu cho 600.000 hương thân phụ lão trong huyện Động Luân cảm tạ sự giúp đỡ của anh với công tác cơ sở, quan tâm vạn tuế, trước tiên tôi kính anh. Trịnh Hồng Kỳ nói xong thì uống cạn ly rượu trong tay, sau đó xoay ngược ly lại, không còn một giọt. Phương pháp mời rượu theo kiểu bá vương thế này thật sự là sở trường của các vị lãnh đạo tuyến huyện, năm xưa Vương Tử Quân công tác ở huyện Lô Bắc cũng đã trải qua vô số tình huống thế này. Mời rượu như vậy dù anh có tình nguyện hay không thì đều phải uống, đây chính là bọn họ đại biểu cho toàn dân trong huyện, nếu anh không uống thì coi như xem thường cả huyện,
rất khó từ chối. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Trịnh Hồng Kỳ, sau đó hắn nâng ly lên uống cạn, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bùng lên, ruột gan quặn thắt. Vì sự việc đã bàn khá tốt đẹp thế cho nên bầu không khí bữa tiệc đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, Trịnh Hồng Kỳ uống thêm vài ly rồi nói. Tôi đã phê bình tiểu tử Chu Đạt Trường kia một chặp, cho dù không nhất trí quan điểm với lãnh đạo tỉnh thì cũng không nên làm ồn ào náo loạn như vậy có phải không? Bí thư Vương cứ yên tâm, đồng chí Ngô kia đã được chúng tôi phái người đến đón, lát nữa sẽ đến đây thôi. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Trịnh, một cây làm chẳng nên non, chuyện này có lẽ cũng do đồng chí chúng tôi công tác lỗ mãng. Sau khi quay về thì chúng tôi nhất định sẽ phê bình giáo dục đúng người đúng tội. Không phải chỉ bảo trì trạng thái nhiệt tình công tác, còn phải cố gắng làm cho công tác thêm linh hoạt chứ, có phải không? Ôi, Bí thư Vương, anh nói những lời này thật sự như in vào trong tâm khảm của tôi. Anh là lãnh đạo thật sự là tai thính mắt tinh, nghe anh nói vài lời mà thật sự cảm thấy mở mang cả đầu óc. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bí thư Vương với công tác của huyện Động Luân chúng tôi kính ngài một ly. Trịnh Hồng Kỳ nói rồi lại uống cạn ly rượu trước mặt. Đi theo Vương Tử Quân đến huyện Động Luân ngoài Thái Thần Bân còn có trưởng ban thanh thiếu niên tỉnh đoàn là Thạch Kiên Dân. Vị trưởng ban Thạch Kiên Dân này hơn 40 tuổi, lúc này hắn cảm thấy rất không thoải mái, hắn không ngờ Bí thư Vương xuống đây lại vui cười với vị chủ tịch huyện kia như vậy, giống như bị đối phương nắm mũi dắt đi. Dựa theo cách nói của vị chủ tịch huyện Trịnh Hồng Kỳ kia, đó chính là chính mình phải gánh chịu phê bình, người của mình cũng phải tự phê bình, nói chung là cái sai thuộc về tỉnh đoàn. Còn chuyện tiền xây dựng tu sửa trường học thì đám cán bộ xã rõ ràng đã sử dụng linh hoạt và công bằng, đã phân phối đều cho tất cả các trường trong xã. Tu sửa và xây dựng là hai từ có ý nghĩa khá giống nhau nhưng trong cuộc sống thực tế lại kém quá xa. Xây mới là như thế nào thì ai cũng hiểu quá rõ ràng, nhưng tu bổ trường học lại khác, anh nào có thể tìm ra được dấu vết tu bổ. Dù chưa từng làm công tác cụ thể dưới cơ sở, thế nhưng Thạch Kiên Dân vẫn cảm thấy mình giống như bị lừa. Nhưng lúc này cũng chưa phải là thời điểm mở miệng nhắc nhở Vương Tử Quân, Thạch Kiên Dân nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân và Hoắc Tương Nhiễm phát sinh chuyện không vui, hắn thầm nghĩ Bí thư Vương này sợ rằng sẽ không có cơ hội được Hoắc Tương Nhiễm mời khách. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, một người đàn ông bụng bia hơn 40 tuổi đi vào. Người đàn ông này tuy mặc tây trang nhưng dù thế nào cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như vượn đội mũ người, tây trang và cơ thể của hắn giống như đối lập với nhau. Giống như đang mặc lên người một con khỉ, thật sự không hay ho gì. Chào Chủ tịch Trịnh. Tên đàn ông kia vừa thấy Trịnh Hồng Kỳ thì trên mặt chợt xuất hiện nụ cười sáng lạn, tư thế thẳng đứng đã nhanh chóng cúi xuống vài phần. Chu Đạt Trường, tẻo tử cậu có thể đến đây là tốt. Cậu đến đây ra mắt Bí thư Vương của tỉnh đoàn Sơn Nam. Tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu phải làm kiểm điểm với Bí thư Vương cho tốt, thái độ phải thật sự thành khẩn, nếu không thì cũng đừng làm chủ tịch xã nữa. Trịnh Hồng Kỳ thật sự không khách khí với Chu Đạt Trường, bàn tay vỗ lên mặt bàn, mắng bằng giọng rất hung hăng. Tuy bị mắng nhưng nụ cười trên mặt Chu Đạt Trường càng thêm sáng lạn, hắn tiếp nhận ly rượu và chai rượu trong tay nhân viên phục vụ, hắn rót rượu ra ba ly, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hôm nay là tôi đặc biệt đến xin lỗi anh, sở dĩ đến tình trạng hôm nay hoàn toàn là vì chúng tôi không làm tốt công tác chiếu cố để phát sinh tình huống mạo phạm đến lãnh đạo tỉnh đoàn. Tôi làm một chủ tịch xã cũng cảm thấy rất xấu hổ, coi như để cho lãnh đạo chịu uất ức, thật sự không có gì nói nhiều, đầu tiên tôi tự phạt mình ba ly, xem như nói lời xin lỗi với lãnh đạo. Chu Đạt Trường nói rồi cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng, hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó lại uống cạn ly khác, có thể nói là một hơi ba ly. Vương Tử Quân lúc này thật sự có vài phần men say, thế nhưng vị chủ tịch xã kia uống ba ly lớn mà không có chút vấn đề. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên nói. Chủ tịch Chu, tôi và Chủ tịch Trịnh vừa mới nói chuyện về sự việc này. Đồng chí của chúng tôi cũng phạm vào sai lầm, chuyện này cũng không thể trách các đồng chí dưới xã. Bí thư Vương, anh nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy ái ngại. Hôm nay tôi nói lời thật lòng, thật sự là tôi cảm thấy rất ngột ngạt, nếu nói theo quy củ tiền nào việc nấy thì chúng tôi thật sự đã phạm vào sai lầm, đã tự tiện phân phát tài chính vốn dùng cho việc xây dựng trường học ở thôn Hào Gia Câu. Nhưng này Bí thư Vương, nếu chúng tôi chỉ xây mới một trường ở thôn Hào Gia Câu, như vậy những đứa trẻ ở các thôn khác vẫn phải học tập dưới ngôi trường không tốt. Chúng tôi là quan phụ mẫu của xã, chúng tôi thấy vậy mà thật sự bất an, vì vậy mới nóng đầu lên, mới cho ra phương án phân phối cho các trường trong xã.
Bí thư Vương, mong sao các vị lãnh đạo tiếp nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ cán bộ cơ sở như chúng tôi. Chu Đạt Trường nói, lời nói rất khách khí, hơn nữa cũng không ăn miếng thức ăn nào. Thạch Kiên Dân nhìn Chu Đạt Trường uống vài ly rượu một lượt mà trong lòng sinh ra cảm giác không vui. Sau đó Hà Hồng Cường bị giữ lại ở xã Hà Loan được hai vị cán bộ xã đưa vào phòng. Chu Đạt Trường cũng không chờ Hà Hồng Cường mở miệng, hắn lại mời rượu, lại nói lời xin lỗi, thậm chí còn hạ thấp tư thái xuống đến đũng quần. Hà Hồng Cường xanh mặt, hắn cũng không uống rượu, cũng không nói lời nào, lại càng không nhìn mặt Chu Đạt Trường, thế là bầu không khí trên bàn tiệc có chút xấu hổ. Trịnh Hồng Kỳ là lãnh đạo của Chu Đạt Trường, lúc này hắn cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, xem ra chuyện này Chủ tịch Chu cũng xử lý không được ổn thỏa, anh xem, chuyện này. Trịnh Hồng Kỳ dù không nói hết lời nhưng ai cũng hiểu có ý nghĩa gì, Vương Tử Quân cũng cười cười nói. Chủ tịch Trịnh, chuyện này cũng không phải chỉ của riêng Chủ tịch Chu, Hà Hồng Cường không phải cũng có sai sót sao. Mọi người là đồng chí của nhau, cũng đều công tác vì nhân dân, có gì đặc biệt hơn người chứ? Hồng Cường, NS uống một ly với Chủ tịch Chu, coi như cho qua chuyện này. Hà Hồng Cường tuy rất không muốn nhưng lúc này đứng trước mắt Vương Tử Quân thì không gô dám không nghe lời, hắn nhấc ly lên cùng với Chu Đạt Trường. Lúc này bầu không khí đã có chút hòa hợp êm thấm nhưng vẻ mặt đám cán bộ đi theo Vương Tử Quân đến huyện Động Luân đều rất không tốt. Nếu chuyện lần này cứ như vậy là xong, cũng xem như không giải quyết được gì, như vậy có nghĩa rằng tỉnh đoàn mất đi quyền chủ động, phải cúi người trước lãnh đạo địa phương. Nhưng lúc này Vương Tử Quân là lãnh đạo cao nhất ở đây. Đám cán bộ tỉnh đoàn không thể không nghe theo, vì quan lớn thật sự đè chết người. Nhưng lúc này Thạch Kiên Dân lại có một quyết định, đó là quay về nhất định phải tố cáo Vương Tử Quân trước mặt bí thư Âu Dương Dương, đây không phải là bí thư Vương đang nhắm mắt làm bậy sao. Tiệc rượu chấm dứt, Vương Tử Quân dịu dàng từ chối lời mời đến phòng karaoke để giải trí của Chủ tịch Trịnh, sau đó nhóm Vương Tử Quân được đưa sang những gian phòng đã được định sẵn. Khi cơ thể lay động của Vương Tử Quân biến mất vào trong phòng thì Hà Hồng Cường nãy giờ luôn áp chế bản thân đã lớn tiếng nói với tên đồng bạn ở bên cạnh. Con bà nó, tỉnh đoàn chúng ta có phải là không còn người nữa sao? Thế nào lại phái đến một thằng mù như vậy? Tiểu Ngô có quan hệ không tệ với Hà Hồng Cường, hắn giữ lấy tay của Hà Hồng Cường rồi cố gắng ngăn cản. Anh bạn, đừng nói lung tung, nếu như rơi vào tai của Bí Thư Vương, như vậy thì cậu cũng khốn khổ. Khốn khổ thì khốn khổ. Cùng lắm thì ông mặc kệ tất cả. Còn bà nó, đáng lý ra chúng ta có thể thẳng thắn chất vấn bọn họ, bây giờ vì sao lại không giải quyết được. Đúng là quá uất ức. Hà Hồng Cường hất tay Tiểu Ngô ra, âm thanh càng được đề cao thêm vài phần. Thạch Kiên Dân đứng bên cạnh Hà Hồng Cường hừ một tiếng nói. Hà Hồng Cường, ồn ào cái gì vậy, trước mặt không nói thì đừng nói lung tung sau lưng, như vậy thì được gì. Anh nhớ kỹ cho tôi, chuyện này do Bí Thư Vương đứng đầu. Xử lý thế nào là chuyện của lãnh đạo, đây không phải là sự việc anh cần suy xét. Hà Hồng Cường dùng ánh mắt thật sự có chút sợ hãi nhìn Thạch Kiên Dân, sau đó mới hạ thấp âm thanh nói. Trưởng phòng Thạch, ngài là cán bộ lão thành của tỉnh đoàn, người khác nhỏ nước bọt lên mặt tỉnh đoàn, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể vung tay quệt đi rồi mỉm cười bỏ qua sao? Đây không phải là cố ý để cho người ta dẫm đạp lên mặt, mất hết thể diện sao? Vậy cậu nói xem, lúc này chúng ta nên làm gì bây giờ? Thạch Kiên Dân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Hồng Cường, sau đó dùng giọng nghiêm khắc nói. Chương 381, mặt trời mọc hướng Tây. Hà Hồng Cường tuy nãy giờ to mồm lớn lối nhưng bây giờ nói nên làm thế nào thì thật sự không biết nói sao cho phải, hắn gãi gãi đầu rồi thở hồng hộc nói. Chúng ta để Bí Thư Âu Dương báo cáo lên tỉnh ủy, yêu cầu ban ngành có thẩm quyền xuống tra xét tình huống sử dụng khoản tiền kia. Đúng. Phải tra xét xem bọn họ dùng tiền như thế nào. Tiểu Ngô cũng lên tiếng. Thạch Kiên Dân nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của hai cán bộ thanh niên, hắn gật đầu nói. Chuyện này sau khi quay về thì chúng ta sẽ cùng phản ánh với Bí Thư Âu Dương, tôi tin tưởng Bí Thư Âu Dương nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Thái Thần Bân ngồi trong phòng Vương Tử Quân, hắn đang pha trà cho lãnh đạo, sau đó đưa đến cho lãnh đạo vài trái chuối. Vương Tử Quân dùng ánh mắt buồn bực nhìn Thái Thần Bân. Lại hỏi chuối này đến từ đâu? Thái Thần Bân cười cười nói là mang đến từ thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân nhấp một hớp nước, rõ ràng là trà ngon, thế là trong lòng không khỏi cảm thán Thái Thần Bân là một lái xe quá phù hợp với chức trách. Mỗi lần có Thái Thần Bân thì đều là như vậy, trà và chuối, dù trong thuật dưỡng sinh thì hai thứ này cũng có chút tác dụng,
thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm nhận được sự cẩn thận và quan tâm của Thái Thần Bân. Bí thư Vương, chuyện này có phải là anh đã quá dễ dãi với bọn họ rồi không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau khi quay về thì anh sao có thể được uống ly rượu mừng của Hoắc Tương Nhiễm? Thái Thần Bân có chút do dự, cuối cùng cũng nói. Vương Tử Quân đặt ly trà lên mặt bàn, sau đó cười nói. Thần Bân, cậu cũng xem như đã từng công tác ở huyện, cậu cũng đã được nghe những lời vừa rồi của Chủ tịch Trịnh. Cậu nghĩ xem, cho dù chúng ta đến kiểm tra thật chăm chú, có thể tìm được bao nhiêu chân tướng. Thái Thần Bân chợt sững sờ, hắn suy nghĩ lại, một lúc sau mới dùng giọng không nắm chắc nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nếu chúng ta quyết tâm và mạnh tay, ít nhất cũng tìm được vài tin tức tốt. Tôi tin lời của cậu, nhưng như vậy là quá mất tâm tư và lãng phí thời gian, chúng ta cũng không có thời gian cùng đi với bọn họ ra tòa. Thái Thần Bân nhìn biểu hiện bình tĩnh tự tin của Vương Tử Quân thì lập tức cảm thấy an lòng. Hắn đã tiếp xúc với Vương Tử Quân thời gian rất dài, hắn biết rất rõ về lãnh đạo của mình. Đừng nghĩ rằng lãnh đạo cứ bình tĩnh ung dung như vậy thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì lãnh đạo của mình thường cho ra những đòn rạch trời phá đất. Ngày hôm sau nhóm Vương Tử Quân xuống xã Hà Loan giống như ném đá xuống nước, dưới sự dẫn dắt của Phó Chủ tịch huyện nắm công tác giáo dục và Chủ tịch xã Hà Loan là Chu Đạt Trường, nhóm Vương Tử Quân đi xem xét tình huống tu bổ vài trường trong xã. Đồng thời Chủ tịch Chu cũng lớn tiếng cường điệu, đặt nặng lợi ích trăm năm trồng người. Những năm qua xã Hà Loan luôn đặt giáo dục lên nhiệm vụ chính trị cao nhất, bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để thu hút nguồn tài chính về cho giáo dục. Nhưng kinh tế địa phương lại như trứng chọi đá, thế cho nên dù chú trọng đến giáo dục thì cũng không đạt được nhiều thành công như mong đợi. Dưới báo cáo của Chủ tịch xã, Bí thư Vương bắt tay Chu Đạt Trường mà sinh ra cảm động, nói rằng sẽ nhất định ghi khắc trong lòng, nếu có cơ hội nhất định sẽ cho ra chính sách nghiêng đôi với xã Hà Loan. Đến lúc xế chiều thì Chủ tịch huyện Trịnh Hồng Kỳ chạy đến, cuối cùng các vị cán bộ tập trung lại tiễn chân nhóm Vương Tử Quân rời khỏi xã Hà Loan. Khi xe chở nhóm Vương Tử Quân chạy đi như bay thì Chu Đạt Trường vừa rồi còn cười tươi hớn hở đã quay sang dùng giọng khinh thường nói. Chủ tịch Trịnh, tôi còn tưởng rằng tỉnh đoàn sẽ cho xuống một nhân vật lợi hại thế nào, thì ra cũng chỉ là một kẻ chết nhát mà thôi. Những năm nay ngay cả chuột cũng có thể ăn hiếp mèo, tôi cũng thật sự không hiểu nổi vì sao loại người như vậy lại có thể leo lên cấp phó sở cho được. Trịnh Hồng Kỳ gãi gãi đầu, hắn trợn mắt nhìn Chu Đạt Trường, sau đó lên tiếng khiển trách. Anh Chu, anh nói cũng phải biết giữ mồm giữ miệng chứ. Anh là cán bộ cấp phòng, nói phải chú ý một chút, anh cho rằng mình là dân đen sao? Có cán bộ bình luận về lãnh đạo của mình như vậy sao? Tuy Trịnh Hồng Kỳ phê bình khá mạnh, nhưng Chu Đạt Trường là người quen thuộc phong cách của Trịnh Hồng Kỳ thì vẫn hiểu rõ lúc này tâm tình của Chủ tịch Trịnh rất vui vẻ. Thế là hắn tiến lên nói. Chủ tịch Trịnh, tôi thật sự không phục, mượn lời của anh thì đi lên phải để lại từng dấu chân. Phải làm việc đến nơi đến chốn, lên đến vị trí cấp cục thì đều phải là những cán bộ có thành tích nổi trội, không ngờ một tên cán bộ còn trẻ như vậy đã leo lên đầu anh rồi. Tôi dù thế nào cũng thấy vị trí phó sở đó của hắn giống như cướp của anh vậy. Hừ, loại người này chỉ ỷ mình có quan hệ để được đề bạt mà thôi, nếu đặt xuống cơ sở thì. Hừ, tôi cũng muốn xem đối phương sẽ công tác khốn khổ thế nào. Những lời nói hèn mọn của Chu Đạt Trường thật sự làm cho đám người phía sau phải cười lớn. Trịnh Hồng Kỳ cũng không thể tiếp tục giả vờ uy nghiêm, hắn dùng ngón tay chỉ vào Chu Đạt Trường rồi mắng. Anh đúng là, thật sự không bao giờ tỏ ra thuần chính, đây cũng là anh đi theo tôi, nếu là vị lãnh đạo khác, chỉ sợ sẽ cho anh biết tay. Trịnh Hồng Kỳ là cán bộ lãnh đạo cao cấp của huyện Động Luân, tất nhiên lời nói của hắn phải là khuôn vàng thước ngọc. Hắn nở nụ cười thì càng có thêm nhiều người đến xung xoe, ngay cả vị phó chủ tịch huyện nắm công tác giáo dục cũng đi đến bên cạnh nói. Chủ tịch Trịnh, Chủ tịch Chu tuy nói có hơi thô nhưng nếu xem xét lại cũng thấy rất đúng, dựa vào cái gì mà một người vừa mới hơn 20 tuổi như tên kia lại có thể leo lên đỉnh đầu chúng ta. Cúp vàng cúp bạc cũng không bằng danh tiếng đối với dân, huy chương vàng bạc cũng không bằng lời khích lệ của nhân dân. Chủ tịch Trịnh là người công tác ở cơ sở nhiều năm, nếu nói về nhân phẩm thì khỏi phải bàn, nhưng nếu nói về chiến tích thì cũng có ai hơn được. Nếu tiểu tử kia thật sự có thể tiến lên cấp phó sở. Như vậy Chủ tịch Trịnh đây ít nhất cũng có thể tiến lên cấp phó bộ. Ha ha ha, Chủ tịch Mạnh à, tiểu tử Chu Đạt Trường này mở miệng thổi phồng tôi thì cũng không tính là vấn đề gì. Nếu như anh cũng đẩy tôi lên lò nướng, tôi nói cho anh biết, tôi bị nướng chín cũng không tha mạng cho anh đâu. Trịnh Hồng Kỳ duỗi ngón tay mập mạp chĩa vào phó Chủ tịch Mạnh rồi cười ha hả nói.
Phó Chủ tịch Mạnh phản bác bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Chủ tịch Trịnh, tôi biết anh là người an phận, nhưng tôi cũng không phải đang thổi phồng anh, đây là đánh giá khách quan và thật sự cầu thị của tôi. Chủ tịch Chu, anh xem có đúng không? Đúng, đúng, Chủ tịch Mạnh thật sự nói rất đúng, nửa câu cũng không sai. Nếu như ai tỏ ra nghi vấn Chủ tịch Trịnh thì tôi là người đầu tiên đứng ra phản đối. Chu Đạt Trường nói rồi đưa mắt nhìn trời, hắn lên tiếng đề nghị. Chủ tịch Trịnh, Chủ tịch Mạnh, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta hay là nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ mời hai vị lãnh đạo khảo sát tình hình thực tế ở xã chúng tôi. Sáng hôm nay có tiểu tử kia ở đây, tôi biết rõ hai vị lãnh đạo còn chưa tận hứng, đặc biệt là nói quán ăn chuẩn bị một con dê, tôi là người thường chui rúc trong rừng núi cũng không nhai nổi, chưa nói đến vấn đề cấp bậc, thật sự hương vị cũng không tốt. Trịnh Hồng Kỳ khẽ gật đầu với lời mời của Chu Đạt Trường, sau đó đi về chiếc xe của mình ở bên cạnh. Chu Đạt Trường chạy lên vài bước đến bên cạnh xe, hắn nhanh tay lẹ mắt mở cửa cho lãnh đạo. Sau khi hầu hạ Chủ tịch Trịnh xong, lúc này hắn mới nhanh chóng leo lên xe Jeep, theo sát chiếc Santana của lãnh đạo chạy về phía ủy ban xã. Khi màn đêm buông xuống thì đoàn người Vương Tử Quân về đến thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân cho nhóm người Thạch Kiên Dân về nhà nghỉ ngơi, sau đó Vương Tử Quân để Thái Thần Bân chạy ra bến xe. Lúc này bến xe người đến kẻ đi rất tấp nập. Nhưng Vương Tử Quân chỉ cần liếc mắt đã thấy bác Hào đang đi xuống từ một chiếc xe khách đường dài. Vương Tử Quân thật sự có chút hưng phấn, hắn khẽ hô lên một tiếng rồi đi về phía bác Hào. Bí thư Vương, tôi thật sự không phụ lòng của cậu, đây là những thứ mà cậu muốn. Hào Thiết Cương vừa nói vừa lấy ra một bọc giấy đưa đến cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mở bọc giấy ra xem, bên trong là hơn 10 tấm hình, chẳng những có hình ảnh ủy ban xã Hà Loan vừa mới xây. Còn có hình chụp ảnh vài trường tiểu học trong xã. Bí thư Vương, dù những tấm ảnh này rất tốt nhưng lại không thể chứng minh xã Hà Loan vì xây dựng ủy ban xã mà tham ô số tiền xây dựng trường học của chúng ta. Thái Thần Bân nhìn những tấm ảnh thì cảm thấy có chút vui vẻ, thế nhưng hắn lại thầm suy xét lại, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ. Vương Tử Quân giơ những tấm ảnh lên và khẽ cười nói. Chứng minh sao, tôi cũng đâu muốn dùng những tấm ảnh này để chứng minh bất kỳ điều gì. Chào tổ trưởng Hoắc. Một vị cán bộ khoa viên thấy tổ trưởng Hoắc Tương Nhiễm đi lên lầu thì tranh thủ thời gian chào hỏi. Hoắc Tương Nhiễm cười tủm tỉm khẽ gật đầu với tên cán bộ khoa viên kia, sau đó nói một câu. Chào buổi sáng, Tiểu Hàn. Hoắc Tương Nhiễm nói xong thì nhấc chân đi vào trong phòng làm việc, mà tên cán bộ khoa viên kia lại giật mình, hắn đứng ngây người một lúc lâu, sau đó mới thì thào. Cái gì thế này, hôm nay mình hoa mắt sao? Mình vừa rồi gặp tổ trưởng Hoắc à, thế nào tổ trưởng lại cười và chào hỏi lại mình. Cũng không trách tên cán bộ khoa viên này có biểu hiện như vậy, hắn đã công tác ở văn phòng tỉnh đoàn được 2 năm, đã đi theo các vị lãnh đạo phục vụ nhiều năm nên cũng hiểu được tính tình của mỗi người. Bí thư Âu Dương tuy nói năng cực kỳ cẩn trọng thế nhưng lại luôn tỏ ra vui vẻ hòa nhã, nhưng tổ trưởng Hoắc Tương Nhiễm thì lại khác, đừng nghĩ người này không có cấp bậc cao như bí thư Âu Dương Dương mà lầm, nhưng đây lại chính là người kiêu ngạo nhất tỉnh đoàn. Đừng nói là một nhân viên công tác bình thường, ngay cả các vị cán bộ trung tầng ở tỉnh đoàn lên tiếng chào hỏi thì Hoắc Tương Nhiễm cũng chỉ khẽ hừ mũi một tiếng như chuồn chuồn lướt nước để đáp lại mà thôi. Không ngờ hôm nay Hoắc Tương Nhiễm không chỉ mở miệng chào hỏi mình, lại nở nụ cười bình dị gần gũi như thế, đây không phải là mặt trời mọc hướng Tây sao? Mặt trời sẽ không mọc từ hướng Tây, Hoắc Tương Nhiễm sở dĩ hiền hòa vui vẻ như vậy cũng là vì hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Hắn là một tổ trưởng khối kiểm tra kỷ luật của tỉnh đoàn, hắn thường là người linh thông tin tức. Vương Tử Quân đến huyện Động Luân không nói lời nào, thậm chí cũng không làm gì, chỉ đón người rồi quay về. Tin tức này hầu như là Hoắc Tương Nhiễm được biết trước tiên cùng với bí thư Âu Dương Dương. Hoắc Tương Nhiễm là một người xưa nay cực kỳ kiêu ngạo, hắn không nghĩ Vương Tử Quân sẽ thành công và mình phải mời cơm đối phương. Không phải hắn đau lòng vì bữa cơm mà là vì vấn đề mặt mũi. Nếu so với Vương Tử Quân thì Hoắc Tương Nhiễm sau này nghĩ lại cảm thấy hối hận vì lời nói liều lĩnh của mình, ai nói người ta sẽ không thành công. Hơn nữa Vương Tử Quân này lại làm cho Hoắc Tương Nhiễm sinh ra cảm giác rất khác lạ. Hoắc Tương Nhiễm nghĩ như vậy và sinh ra cảm giác bất an, không yên, cũng may mà mất cả cuối cùng cũng đã kết thúc, những lo lắng rồi cũng đã qua. Vương Tử Quân đã quay về không nói một lời, hắn cũng không phải mời khách, để xem đối phương còn thể diện gì nữa. Hoắc Tương Nhiễm mở cửa ban công, lúc này phòng làm việc sạch sẽ không khác gì trước kia, thế nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy nó có khác biệt rất lớn với dĩ vãng.
Hoắc Tương Nhiễm khẽ ngồi lên chiếc ghế của mình, hắn tùy ý quét mắt nhìn văn kiện trên mặt bàn, còn chưa xem được hai ba văn kiện thì tiếng đập cửa đã vang lên. Hắn thuận miệng nói một câu mời vào, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Chào Tổ trưởng Hoắc, anh đang bận rộn gì sao? Lâm Thụ Cường tiến vào trong phòng làm việc của Hoắc Tương Nhiễm với gương mặt và nụ cười nịnh nọt. Hoắc Tương Nhiễm thật sự không có ấn tượng gì tốt với Lâm Thụ Cường, lúc này thấy đối phương cười hì hì đi vào phòng làm việc của mình thì trong lòng đã hiểu được ý muốn của đối phương. Hắn đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó hỏi. Chủ nhiệm Thụ Cường, anh có chuyện gì sao? Lâm Thụ Cường nhìn ly trà đã vơi bớt của Hoắc Tương Nhiễm, hắn nhanh chóng cầm bình trà châm thêm nước, sau đó dùng giọng khiêm tốn nói. Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là đến báo cáo công tác cho lãnh đạo mà thôi. Báo cáo công tác, thế nào, chủ nhiệm Lâm cảm thấy công tác của mình có sai lầm, hoặc có gì đó không thể giải quyết được, chuẩn bị đến đây báo án sao? Hoắc Tương Nhiễm nói lời không chút khách khí, thật sự rất cao ngạo. Hắn là một người mà ngay cả Âu Dương Dương cũng không thèm quan tâm, huống hồ là một vị chủ nhiệm văn phòng như Lâm Thụ Cường. Lời nói của Hoắc Tương Nhiễm thật sự như một cái đinh làm cho Lâm Thụ Cường mắc nghẹn. Lâm Thụ Cường cảm thấy có chút xấu hổ, một cảm giác oán độc lóe lên trong mắt, nhưng lần này hắn đến cũng không phải gây sự với Hoắc Tương Nhiễm. Nếu so sánh với chuyện kia thì hắn cảm thấy mình vẫn chịu được những lời này của Hoắc Tương Nhiễm, mà chính mình chịu nhục cũng có mục đích, vì không nhịn nhỏ sẽ làm loạn chuyện lớn. Nếu như mình có thể mượn cơ hội để cho hai tên khốn này cấu véo nhau, như vậy thì càng tốt. Tổ trưởng Hoắc, xem anh nói kìa, lãnh đạo ngài trên cơ bản là nhìn tôi lớn lên, Lâm Thụ Cường tôi là người thế nào thì ngài hiểu rất rõ, cho dù tôi có 10 lá gan cũng không dám đập vỡ chén cơm của mình. Lâm Thụ Cường vừa nói vừa dùng hai tay mời thuốc Hoắc Tương Nhiễm. Hoắc Tương Nhiễm nhận lấy điếu thuốc, lại được Lâm Thụ Cường châm lửa, hắn không khỏi hít vào một hơi và thả khói trắng. Tổ trưởng Hoắc, ngài có nghe nói gì chưa, bí thư Vương của chúng ta đã quay lại. Lâm Thụ Cường nở nụ cười với vài ý nghĩ thần bí, sau đó nói tiếp. Nghe nói bí thư Vương của chúng ta đến huyện Động Luân cũng không dám nói một lời nào, tham gia hai bữa tiệc, xem như xuống xa nghe báo cáo, bây giờ đã quay lại. Hoắc Tương Nhiễm đã sớm đoán được mục đích của Lâm Thụ Cường, lúc này nghe thấy đối phương nói như vậy thì trong lòng thật sự có ý nghĩ hèn mọn, khẽ hừ một tiếng xem như biết rõ. Tổ trưởng Hoắc, nói trắng ra thì anh là người biết nhìn xa trông rộng, có một câu thế nào nhỉ? Không nên ôm đồ sứ nếu không có kinh nghiệm, anh nói xem, Vương Tử Quân kia không làm được thì cũng đừng nhảy ra chiếm danh tiếng chứ. Nếu như trước đó bí thư Âu Dương phái anh đến huyện Động Luân thì tuyệt đối sẽ không phải rơi vào tình cảnh này. Bây giờ các đồng chí đều có phản ứng rất mãnh liệt, thậm chí còn nói Vương Tử Quân đã làm mất mặt khối tỉnh đoàn, để cho đám cán bộ huyện Động Luân chà đạp mất hết thể diện. Lâm Thụ Cường vừa hút thuốc vừa dùng giọng cực kỳ căm phẫn nói. Chủ nhiệm Lâm, anh đứng trong phòng làm việc của tôi để nghị luận về lãnh đạo thì cũng không hay. Hoắc Tương Nhiễm tuy rất đồng ý với Lâm Thụ Cường, thế nhưng hắn là một thành viên ban ngành, vẫn phải giữ thể diện của một lãnh đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.